Alo 1234 alo Xem mạng có khỏe không trên uh, youtube đã có tín hiệu rồi Thầy xin chào tất cả các bạn và các em. Các bạn và các em thân mến, hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với buổi ôn tập thi giữa học kỳ 1, buổi số 2 dành cho các bạn học sinh lớp 11 các em nhé. Đó, và hôm nay tiếp nối thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm rất nhiều các cái câu hỏi quan trọng trong cái phần nửa đầu học kỳ 1 này. Đó, và chúng ta sẽ cùng làm với thầy 50 câu hỏi trắc nghiệm trong bài ngày hôm nay. Trong đề ngày hôm nay thầy đã tổng kết và đúc rút kinh nghiệm qua rất nhiều phần đó là chúng ta sẽ có đầy đủ từ lượng giác này tổ hợp xác suất này và hình học biến hình chương 1 đó và trong buổi ngày hôm nay thì có thêm hai cái phần mới đó chính là cái hình là phép biến hình cùng với cái tổ hợp xác suất Dĩ nhiên là phần này mới đầu thì người ta cũng không cho quá khó đâu bởi vậy các em cố gắng làm thật là đều và thật là đầy đủ các phần cho thầy và chắc chắn xong qua đề này thì thầy nghĩ kết quả của các em sẽ đạt được khá là cao và uh, nhớ cho thầy nhé buổi một hôm trước ấy là mới chỉ có cái phần là lượng giác thôi đó nhưng hôm nay sẽ có rất là đầy đủ và chi tiết đó và học một buổi ngày hôm nay sẽ có giá trị bằng gần như cả nửa kỳ vừa rồi mà em học đấy đó nếu như những bạn nào mà chúng ta vẫn còn học yếu học chậm chúng ta vẫn còn người ta gọi là đang hoang mang mơ hồ về mặt kiến thức ấy, thì bây giờ chúng ta cần phải để ý vào ngay bài này sẽ giúp cho các em đánh bay mất gốc và đạt được điểm cao tức thì như mình mong muốn đó nhiều năm thì các anh chị cũng đã học theo các bài này của thầy và chúng đề rất là nhiều đó kể cả chúng có những câu còn trúng hẳn và có những và rất nhiều câu chúng dạng đề tương đương đó thầy mong là các em nhớ tập nhớ nghiêm túc tập trung để ý vào giúp thầy nhé nào hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên luôn nào các em nhớ giúp thầy là bây giờ mình chia sẻ luôn bài giảng về giúp cho thầy nhé tại vì thầy cũng chưa biết dự kiến là sẽ có buổi thứ ba hay không đâu buổi thứ hai được đánh giá là đầy đủ và quan trọng nhất rồi thầy đã dành rất nhiều tâm huyết vào làm các cái đề này rồi đó vậy nên là buổi sau rất có thể là biết đâu chúng ta lại thi rồi thì sao xong xong rồi Thế nên là buổi thứ hai này rất quan trọng. Còn buổi thứ ba nếu thầy sẽ xem tình hình, nếu mà nhiều bạn mà chưa thi thì thầy dễ tiếp. Còn nếu không thì bắt đầu từ tuần sau là mình học sang tổ hợp xác suất và hình không gian. Chúng ta đồng ý không nào? Rồi nhá. Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên, câu số 1. Bài giảng của thầy đang được phát trực tiếp trên uh, YouTube YouTube của tuyển sinh 247.com Phát trên uh, uh, fanpage của tuyển sinh Đồng thời đang được phát trên Facebook công chính thầy chính Đức Phúc của thầy các em có thể xem và chia sẻ trên bất cứ cách nào nhớ uh, táp bạn bè rồi em con cháu của mình vào học giúp thầy nhá nhớ chưa đó cố gắng lên nào bây giờ uh, chúng ta sẽ cùng uh, tập trung nghiêm túc để ý vào bài giảng những câu đầu tiên chúng ta mà kiến thức mà cơ bản thôi đúng không thành thạo rồi chúng ta sẽ đi qua rất là nhanh những câu sau khó trở đi thì thầy sẽ giảng từ từ nhớ đây nhá nào <laughs> Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên Các em cứ comment đáp án thoải mái ở dưới nhé Nhớ chưa Nếu cái gì không hiểu các em có thể hỏi ngay Nếu thầy đọc được thì sẽ trả lời Còn nếu không thì cuối buổi thầy giải đáp sau Được không nhỉ Đó. À, câu số 1 Nghiệm của phương trình Ta Nghiệm của phương trình 1 trừ tăng x bằng 0 là Đây phương án nào trong bốn phương án ở đây Đây là phương trình cơ bản đúng không Rất nhanh chóng chúng ta có Chuyển vế sang kem sẽ có đó là tan x bằng 1 và rất đơn giản phương trình tăng tan x bằng m thì nó luôn có nghiệm rồi và chúng ta bấm shift tăng 1 một cái là kem sẽ có kết quả. Pi chia 4 cộng pi Các em nhớ tan cô tan đuôi của chúng ta chu kỳ là pi chắc chúng ta không quên nhỉ. Đó, đáp án cần chọn của chúng ta là đáp án A. Chúc mừng các em, được chưa? Câu đầu tiên khá là ngon nghẻ và ok. Các em đừng chuyển vế nhầm nhé Nhiều bạn mà còn chuyển vế nhầm là thôi là không ăn gì đâu, là ăn đất luôn. Bây giờ là, nếu bây giờ mà chuyển vế không cẩn thận để tan x bằng âm 1 phát là thôi là chết luôn. Nhớ chưa? A nhá, A chặt được chưa? Rồi A chặt rồi. Ok. <laughs> được chưa? Để ý mấy cái đuôi này cho thầy cẩn thận một chút nhé ừ. Câu tiếp theo luôn. Như vậy câu vừa rồi, câu 1 của chúng ta là đáp án A pi chia 4 cộng với uh, k pi rồi. Được chưa nhỉ? Đó, k pi rồi với k nguyên. Câu 2. Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình sin 2x bằng m có nghiệm là rồi câu này cũng rất đơn giản à, Phát một luôn chúng ta phút mốt là ăn luôn Phút mốt ăn luôn Câu này rất nhanh chóng Chúng ta có thấy không nhỉ Người ta đã đưa cho mình dạng phương trình rất cơ bản Sin 2x bằng m Chúng ta biết là muốn phương trình này có nghiệm Thì cái tham số m này của em Nó sẽ phải nằm trong cái đoạn từ giá trị nhỏ nhất Đến giá trị lớn nhất của vế bên trái như vậy thực ra rất đơn giản những bài toán có nghiệm như thế này thì em chỉ cần trải qua hai bước Bước 1 xem người ta đã phân ly, người ta đã cô lập mờ chưa? Nếu cô lập mờ rồi thì chúng ta nhanh chóng đi tìm cái mắc min của cái người ở bên của cái hàm fx bên trái, ấy, đúng chưa? Mà rất đơn giản. Sin ax sin mấy x thì nó cũng thế thôi. Nó cũng đều nằm trong đoạn trừ 1 đến 1. Hiểu không? Như vậy đáp án cần chọn của chúng ta chúng ta có thể suy ra nhanh rồi. Đây. Sin 2x thì nằm trong đoạn trừ 1 đến 1 với mọi x. Chính vì vậy muốn phương trình có nghiệm thì m của em nằm trong đoạn trừ 1 đến 1 thôi. Câu này rất là quen. Đúng không? Quen không? Xin mấy x nọ thế thôi, các em nhớ nhá. Đáp án cần chọn là B, chúc mừng các em B, nhớ chưa? Ờ, có bạn nào đi khoanh trừ 2 đến 2 không? Cẩn thận coi chừng chết, nhớ chưa? Xin mấy x nọ thế thôi, các em nhớ nhé Đó, xin nào nọ thế Nhớ chưa? Đừng nhầm nhé Rồi, câu B Chú ý có dấu bằng cho thầy, có dấu bằng Chốt đáp án như vậy là xong, rất đơn giản Câu số 3 Nào câu hỏi số 3 Gọi m lớn và m nhỏ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng 3 sin x cộng 4 cos x. Câu hỏi tính giá trị m lớn trừ m nhỏ. Câu này cũng là một câu bạn nào mà thông minh và nhanh ý, em có thể nhẩm được bằng phản xạ tư duy. Được chưa nhỉ? Như chúng ta đã biết thì với biểu thức bậc nhất hai ẩn a sin cộng b cos thì chúng ta sẽ áp dụng theo bất đẳng thức của Bunyakovsky hay nói ngắn gọn có nghĩa là giá trị lớn nhất của nó sẽ là căn bậc 2 của a bình cộng b bình. Còn giá trị nhỏ nhất sẽ là trừ căn bậc 2 của a bình cộng b bình. Mà trong đầu ấy cái bộ số 3 4 5 là chúng ta nghe rất quen theo kiểu Pitago đúng không? 3 4 thì kiểu gì nó ra 5. Em có có nhớ một số cái bộ rất quen thuộc không? 3 4 5 này, 6 8 10 nó theo kiểu chơi theo kiểu bình ra Pythagore luôn ấy, nhẩm nhanh lắm. Đấy, chúng ta sẽ có trừ -5 đến 5. Các em căn bậc 2 của 3 bình cộng 4 bình là ra 25 Vì sao nhẩm luôn bài này bài này, bạn nào nhanh 3 giây thôi Chưa đến 3 giây nó khoanh luôn Vậy m lớn trừ m nhỏ bằng bao nhiêu Chúng ta được kết quả đó là bằng 10 Đáp án cần khoanh của chúng ta đó là đáp án C Đáp án C chính xác Các em có nhầm nhanh được câu này không nhẩm rất nhanh Có ai câu nào mà khó quá ấy, Thì chúng ta sẽ bấm máy tính table Chắc là các em cũng đã biết thông qua các bài giảng trước Thầy đã dạy kem em rồi Nếu khó quá thì các em sẽ bấm bồ cho thầy trong máy tính ấy, mốt 7 ấy, table à, hoặc là mốt 8 trong 580. Còn những biểu thức đơn giản như thế này các em nhớ nhẩm càng nhanh càng tốt nhé bấm lên lâu hơn đấy. Nhớ chưa? Tư duy được chưa? Nào hiểu được không? Có cần phải ghi từ từ không? Cái này chính là căn bậc 2 của 3 bình cộng 4 bình. Nó nhẩm ra luôn 3 4 5 nó hay lắm. Nhớ chưa? Chỗ này ôn lại kiến thức một tí cho nhớ cho nhớ một tí, cẩn thận giúp thầy nhé. Rồi, những câu này hay gặp lắm. Câu số 4 luôn, có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình 3 lần sin 2x cộng m nhân cốt 2x bằng 2m có nghiệm. Các bạn và các em thân mến, cái phương trình hai ẩn sin cốt này này, bậc nhất này này, nó điều kiện có nghiệm của nó thì chúng ta phải bắt buộc nhớ vì cái này gặp rất là nhiều trong quá trình làm bài. Điều kiện của chúng ta chính là A bình cộng B bình lớn hơn hoặc bằng C bình. Trong đó A, B, C lần lượt là các cái hệ số đứng đầu Đây A bằng 3, B bằng M và C bằng 2M Đúng không nhỉ? Như vậy áp dụng vào đây phương trình có nghiệm khi 3 bình là 9 cộng M bình lớn hơn hoặc bằng 2M tất bình là 4M bình Các em chuyển vế nhanh như chớp Các em sẽ gạch bỏ M bình bên này các em chuyển vế sang như vậy là 3M bình bé hơn hoặc bằng 9 thì m bình sẽ bé hơn hoặc bằng 3 từ đó M nằm trong đoạn từ trừ căn 3 đến căn 3. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của M trong này? Câu hỏi rất hay. Được chưa? Người ta rất hay hỏi giá trị nguyên. Như vậy các em sắp xỉ trong đầu một chút. Căn 3 thì chỉ là 1,73. Như vậy chúng ta có chỗ này là trừ 1, 0 và 1. Rất đơn giản. Chúng ta sẽ có 3 giá trị. Ok. Và đáp án cần khoanh là D. Đáp án D. Được chưa nhỉ đáp án D? Rất nhiều bạn đã trả lời sai rồi đấy. Thầy nhìn để thấy trong này này. <laughs> nhiều bạn đây này trả lời A này. <laughs> A là các em đang đếm sai rồi. Rất nhiều bạn đang đếm Thầy ơi, trừ 3 đến 3 như thế là 7, thầy biết là kem em đang nhầm chỗ đó. trừ căn 3 đến căn 3 em ạ, à, em lại một số bạn đang chọn A, thầy gai cả rồi. <laughs> thầy đã phải nghĩ cái đề này á à ngồi nghĩ hôm trước ngồi soạn đề vừa soạn với hôm trước xong ngồi soạn đề nghĩ tất cả các trường hợp có thể sai lầm xảy ra rồi và thấy biết là kiểu gì em cũng mắc bẫy được chưa ngồi soạn mấy giờ sáng làm được xong cái đề này Nhớ chưa làm ăn cẩn thận giúp thầy đừng để bị lừa nhé được chưa d phải là d em ạ d Đây này có vẫn có bạn bảo a chứng tỏ là thầy biết là em mắc bẫy rồi đấy được chưa nhớ chưa không phải là trừ ba đến ba đâu đừng nhầm <laughs> nhớ chưa câu này chắc chắn có hay có trong thi nhớ chưa nhớ cho thầy nhé tiếp tục luôn Câu hỏi số 5. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị m nguyên để phương trình sin bình x trừ 4 sin x cộng 3 trừ m bằng 0 có nghiệm tính tổng tất cả các giá trị, các phần tử trong tập hợp S. Câu này cũng hay đây. Thầy luôn cố gắng... Uh, biên soạn các cái câu hỏi này làm sao sát với đề thi của các, các các, trường của các em nhất và sát với nội dung các cái câu hỏi nó nó tiệm cận gần đến với các cái câu hỏi trong giống như là trong các cái đề thi đại học đó bởi vậy mà những câu này các em cố gắng đếm và à, tức là làm xong rồi đếm các cái số liệu các thứ đếm cho thầy thật cẩn thận nhé vì thực ra chỉ cần lệch đi một tí thôi là có thể sai mà thông thường những câu hỏi mà 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 hay ấy, thì người ta sẽ không cho các em đáp số để các em thử vào luôn đâu được chưa đừng có nằm mơ thế nên là phải giải rõ ra các thứ cẩn thận chính vì thế là phải làm phải kiến thức nó phải chắc mà phải làm nó nhanh nhanh lên một tí được chưa không là không không thể nào mà mà chín cộng được đâu thầy nói thật đấy được chưa rồi với cái phương trình này thì chúng ta nhận ra đây là phương trình bậc 2 một ẩn sin t bình trừ 4 t cộng 3 trừ uh, m bằng không bạn nào thích thì chúng ta có thể đặt t được không nhỉ còn nếu không thì em không đặt cũng được Em chỉ cần cô lập M rồi làm theo cách lúc nãy thầy vừa hướng dẫn Bài này rất vui là chúng ta cô lập được tham số M Các em nhìn luôn vào cách giải nhanh ở đây thầy hướng dẫn Bước 1 chuyển vế M sang phải Như vậy chúng ta đã cô lập M Đây uh, uh, Biển một bên em một bên Đấy thầy cứ hay nói vui là như vậy Đó được chưa Biển một bên em một bên Đấy xong rồi nhá Thì bây giờ bên trái nếu ai mà phải làm tự luận thì chúng ta sẽ phải đặt t là sin x với điều kiện trừ 1 đến 1 rồi kẻ cái bảng biến thiên ra theo kiểu hàm số bậc 2 của các em lớp 10 ấy. Hôm qua thầy vừa dạy parabol của lớp 10 xong xem lại cho thầy luôn kiến thức lớp 10, nó hay lắm. Đấy, kẻ parabol ra và tự nhiên sẽ đọc được giá trị lớn nhất nhỏ nhất trên đoạn là trừ 1 đến 1. Còn với các em, nếu như chúng ta phân ly được biến thì tốt nhất các em sẽ bấm luôn cho thầy giá trị lớn nhất nhỏ nhất của vế trái à, khi bấm uh, máy tính với biến x thì các em sẽ cho start là 0 n 2p và step các em có thể lấy pi chia 12 hoặc là 2 pi chia uh, em hoặc là sau trừ trước em có thể lấy 2p chia 19 cũng được. Nhưng mà cho tròn đẹp thầy hay chọn thầy hay chọn đó là pi chia 12. Tại vì PG12 thì nó sẽ tròn đẹp tính các số liệu nó sẽ ok hơn Còn nếu mà các em chia lẻ quá thì sợ nó đọc nó sấp xỉ Thế nên là đây là kinh nghiệm thầy xét trên một cái, một cái vòng tròn Cả lớp tự bấm cho thầy vào table đi Cả lớp tự nhập cho thầy fx bằng Để máy tính ở chế độ radian giúp cho thầy Và bấm về bên trái vào Chính là fx này Cả lớp tự bấm đi Không ai thi rồi Nhớ chưa tập mà bấm đi Tìm mắc min nó dễ thôi mà Nhớ chưa không biết thì phải hỏi ngay cái đứa bên cạnh ấy Nhớ chưa Nhớ chưa Cố gắng lên nhé còn thích thì làm bảng biến thiên cũng được Nhưng đấy là làm tự luận Các em rõ chưa? Đó, đấy là làm tự luận Thì khi mà các em bấm Thì các em sẽ tra cột bên phải cho thầy Em sẽ đọc được ngay Đây Đặt fx là vế trái với x thuộc r Thì lúc này phương trình có nghiệm khi và chỉ khi Lúc nãy thầy vừa dạy xong nhá Ghi vào vở cho thầy cái này đi Cái này quan trọng nhất trong cái bài này này Quan trọng này M phải nằm trong đoạn từ min đến max của fx trên r Và em bấm Bạn nào có ra 08 giống thầy không? Các em có ra đoạn 08 không? Đây là thầy bấm thì nó ra 08. Các em có ra 08 giống thầy không? Nào. Có máy tính chưa? Các em có ra cái đoạn 08 giống thầy không? Thầy chờ, nhanh lên cứ làm đi. Chỗ này thì thầy chờ vì đây là câu quan trọng. Có ra 08 không? Thầy ơi câu 5 dùng delta được không thầy? Ờ cũng được. Nhưng không Em ơi, nếu bây giờ nhá em mà đặt T là sin x thì phương trình phải có nghiệm T thuộc đoạn trừ 1 đến 1. Nếu em chỉ giải đơn thuần đó là delta lớn hơn hoặc bằng 0 thì đấy lại là đấy lại là có nghiệm thực trên R mất rồi. Thế nên bắt buộc nếu em thích đặt T là sin x trừ 1 đến 1 thì em bắt buộc phải kẻ bảng biến thiên. Chứ không phải là tính mỗi delta là xong là không chuẩn nhớ chưa đấy là có nghiệm trên r còn đây là có nghiệm trên một đoạn cơ mà hiểu không thế bây giờ thầy tính cho bà nghe đây này tôi thích tôi kẻ bảng cho luôn nhìn vào đây luôn nhé đây là thế câu này chịu khó một tí nhỡ may câu này rơi vào tự luận thì thôi đằng nào cũng cũng phải học thôi đây là t chẳng hạn nhá đây là t thì đây ta gọi là hàm ft hàm ft lúc này sẽ có dạng lúc này đặt t xong thì cái hàm ft của em sẽ có dạng đó là t bình trừ 4 t cộng ba cũng được đây thì lúc này các em tìm cho thầy cái đỉnh của cái uh, parabol Đỉnh của cái này thì chúng ta sẽ tính theo công thức Hỏi các em lớp 10 chúng ta học rồi nhé Thì chúng ta sẽ có đỉnh là bằng 2 Các em xem có phải là đỉnh parabol bằng 2 không? Đỉnh parabol bằng 2 cơ hai Parabol này có hệ số A dương Như vậy là bề lõm của nó là hướng lên trên Được chưa nhỉ? Đó, âm vô cùng, dương vô cùng Các em công nhận không? Các em thay 2 vào đây thì hai sẽ là mà thôi chỗ hai này chả quan tâm chúng ta đâu có cần tính cái hai này chúng ta chỉ tính trên đoạn trừ một đến một thôi đây là trừ một đây là một các em chỉ cần lấy cái phần này thôi em đâu cần dùng hai làm gì thế là nếu mà làm tự luận thì em kẻ em bỏ chỗ này cho thầy đi đó và bảo là thưa cô chúng ta chỉ cần xét trên đoạn trừ một đến một bây giờ chúng ta nhanh chóng thay một vào thay một vào đây này thì một cộng và ba là bốn bốn trừ bốn là hết thế có phải là 0 không không 0 không nhá Uh, thay âm 1 vào Âm 1 thì là 1 cộng 4 cộng 3 Thế có phải là 8 không? Đấy, hiểu tại sao thì ra không 08 chưa? Đấy, bấm máy tính luôn mà phát ra luôn cũng được, còn nếu không thì trình bày như thế này cũng được. Thế thì chưa? Rồi 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 ok. Ở đây thì cái đỉnh parabol nó cũng không lọt vào đây được. Nếu có lọt thì tính sau Còn ở đây nó lại không lọt vào đây thì thôi, mình ăn cái phần mà mình cần thôi. Rất đơn giản, hiểu chưa? 10 điểm. Rất là dễ, được chưa? Rồi như vậy các em chỉ cần tìm được mắc min em viết thế này giống thầy vừa phát là xong. Thế đây gọi là làm tự luận. Ok, như thế là hiểu rồi nhá. Eo ấy mắc mệt. <laughs> Nhớ chưa? Đấy, nếu mà ai mà làm tự luận thì ghi thế này. Ôi tự ấn đi, chỗ này không có thời gian ấn nhiều đâu, bảo các bạn bên cạnh đi. Bây giờ là mấy giờ rồi mà còn không biết ấn với cái này nữa thì thôi thua. Bây giờ vào table. Vào table tức là vào máy tính vào mốt 7 hoặc là mốt 8 đi máy 570 thì em vào mốt 7 còn máy 580 em vào mốt 8. Em gõ cái 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 cái, đống này ra mà em không gõ được thì thôi thầy chịu với em đấy là em là trượt là thầy dáng chịu. À em giáng chịu ấy, thầy chịu luôn đấy. Được chưa? Bấm cái này ra đơn giản thôi không có gì khó cả. tôi tự bấm đi nhá. Thôi tôi giải thích thế là xong rồi. Tí nữa về nhà có cái gì đi mà tua lại đi. Chứ bây giờ à mà ngồi mà nói cho từng đứa một thế này à thì à thì, cứ để nó mà đến đêm mà. rồi. Đấy trong bài giảng trước thực ra thầy cũng đã hướng dẫn kỹ chỗ này rồi cái 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 cái, cái tội không 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 xem kỹ lại bài lần trước giờ cái gì hỏi cái như mới sợ thật được chưa đấy dạy cho cả hai cách rồi mà còn không được 10 nữa thì đấy là tại ai tại mình chứ còn ai nữa không phải tại, tại thầy được nữa được chưa đấy thầy dạy là bình đẳng đồng đều cho tất cả mọi người này mình mà cố gắng lên mình sẽ được hơn các bạn nghe được chưa xong qua mỗi một bước này em chỉ cần ấn bằng 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 một cái thôi, nhập fx em ấn bằng một cái, em tắt bỏ gx đi. Start em cho 0, ấn bằng một cái, n em cho 2p, bằng tiếp em cho step p chia 12, ấn bằng tiếp rồi tra cột bên phải ra hết. Bằng 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 ra hết. Chưa? Cái okay, cố mà làm đi, nếu mà tạm thời không hiểu thì tí nữa về tua lại nhá Thôi câu này thế thôi. Rồi, đếm tổng số giá trị các phần tử của f thì cộng hết từ 0 đến 8, các em có ra đáp án A36 không? Đáp án A 36 nhé Thì là xong Như vậy là mình ra đáp án A là 36 Được chưa nhỉ Rồi có ai thắc mắc gì không Có ai thắc mắc gì không Được chưa Bấm làm sao cho nó chuẩn Cẩn thận giúp thầy nhé Bấm sai thì thôi chịu chứ còn gì nữa đấy là Đấy là tại số Được chưa Nào Bây giờ uh, tiếp tục. Như vậy chọn đáp án A 36 là đi về Mọi người có ra 36 không? 36 là chính xác rồi Có ra không? Ok rồi Khiếp Trong này có một số đứa ngơ ngơ ngẩn ngẩn Cái gì không biết Được chưa? Nói kỹ cho như thế rồi Chịu <laughs> Cố mà xem Được chưa? Rất nhiều đứa làm ra đáp án C đấy Thầy đã gài cả rồi Rất nhiều đứa Nếu mà em không dò chuẩn Rất nhiều đứa sẽ ra các đáp án khác của thầy ngay được chưa? Thầy ơi cha cột bên phải có thấy số 8 nào đâu? Rồi ôi mày như bị điên ấy, được chưa? Thế kiểu gì mà chả có 7,99 được chưa? Làm tự luận nó mới luôn ra đáp án là chính xác tròn đẹp. Nhiều khi làm trắc nghiệm á, à. em thấy nó chỉ ra 0,1 chẳng hạn hoặc là 7,99, mày phải tự biết làm tròn lên. Chỗ này à, không có ai ngồi bên cạnh mày để mà đi giải thích được đâu. Đồ hâm đồ điên được chưa thầy ơi em không thấy hẳn số 9 à không thấy hẳn số 8 đồ điên được chưa đồ điên <laughs> đồ điên <laughs> rồi đấy em thử bấm luôn step pi trên 12 cho thầy thì em ra luôn mày cho lẻ nó trả ra lẻ cái gì phải nghe theo đúng ý của thầy ấy, thì nó ra đẹp luôn mày cứ nghe những cái đứa vớ vẩn nào ở đâu xong rồi nghe cái con bên cạnh thì tất nhiên nó rồi mai dạy gái là trả chết được chưa nghe theo thầy mà không để ý à? là mai nghe theo cái đứa nào bên cạnh nó bảo gì ăn lấy thì có mà ăn đất <laughs> rồi thấy số 8 thì sao thầy thì đấy là giá trị lớn nhất chứ còn cái gì nữa trời ơi <laughs> rồi chúng tập trung để ý vào đi câu vừa rồi chúng ta ghi lại kiến thức kỹ và vở cho thầy nhé nhanh chóng chúng ta đến với câu số 6 câu này nguy hiểm hơn đây này câu trước chưa ăn thua gì đâu câu này nguy hiểm hơn này hôm nay có rất nhiều câu nguy hiểm hơn rất nhiều nhớ chưa để cho các em khỏi kêu là dễ. Đấy, vận dụng luôn kiến thức thầy vừa dạy trong câu vừa rồi. Bây giờ bấm cho thầy câu này thật nhanh. Bấm cho thầy câu này thật nhanh. Câu 6 này thầy vẫn sẽ hướng dẫn các em. À không, câu này bấm chưa chắc đã ra. Nghe kỹ, nghe kỹ. Câu này đừng bấm, câu này bấm là bị dại đấy. Đọc đề đã chưa biết gì đừng bấm vội. <laughs> câu này khác câu trước rồi tập hợp tất cả các giá trị của M để phương trình 2 lần cốt bình x trừ sin x cộng 1 trừ M bằng 0 có đúng hai nghiệm thuộc trong đoạn không pi. Còn các bài trước là chỉ nói chung chung là có nghiệm thôi thì mới bấm như thế. Câu này bấm thử như thế xem rồi đi về cặp đất cả lũ. <laughs> Câu này bấm thử xem rồi đi về cặp đất cả lũ không phải là bây giờ người ta hỏi rất rõ vô nghiệm này có đúng một nghiệm này có đúng hai nghiệm này anh chị đừng chơi trò ý <laughs> không dễ đâu ạ à. <laughs> khi xét cho một đoạn mà hỏi số nghiệm rõ ràng bao nhiêu à bắt buộc phải kẻ bảng biến thiên câu này trắc nghiệm hay tự luận kiểu gì chăng nữa vẫn phải kẻ bảng biến thiên chứ nếu mày mà bây giờ bấm luôn đi bấm luôn không ra được trường hợp nào là có đúng hai nghiệm đâu <laughs> <laughs> Hiểu chưa? Nào, bây giờ câu này bạn nào thử ngồi tư duy cho thầy một tí xem đáp án nào là đúng nhất trong trường hợp này nào. Thầy chờ, câu này là câu khó hơn. Được chưa? Câu này là câu khó hơn. Tập trung để ý vào nhé. Được chưa? Tập trung để ý vào. Nhanh lên con. Tập trung để ý vào nhé. Ai ra được đáp án câu này mà chính xác, thầy sẽ đọc tên và khen luôn. Hứa là khen luôn. Vì không phải ai cũng dễ dàng làm nhanh một phụt một phát và ra kết quả luôn câu này đâu Ai làm đúng được câu này thấy khen luôn Hứa, được chưa? Giỏi phết nhỉ? <laughs> Eo ơi giỏi phết nhỉ? <laughs> giỏi phết nhỉ? Nào Úi giờ ơi, rất nhiều bạn đã chọn đáp án D Vẫn lác đác có người chọn A ôi giờ ơi long trọng thông báo với em một điều đó là em bấm mắc min em ra đáp án a nhưng mà đáp án a rất tiếc với em trong trường hợp này nó sai rồi hiểu không đó sai rồi đấy là nó hỏi chung chung có nghiệm thôi em khoanh a muộn rồi em ơi trượt rồi em chọn a không phải đâu thầy xin long trọng thông báo với các em đáp án của chúng ta nó không phải là a bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe thầy uh, chữa nhé rất nhiều người cũng chọn d để chờ xem nhớ xem d đúng không là chúng ta làm kèo nhé rất nhiều bạn chọn D Nghe có vẻ định nghiêng về D nhỉ Nào bắt đầu Câu này bắt buộc phải đặt T ra <laughs> Câu này mà rơi vào tự luận Cố mà làm nhé Đây thầy hướng dẫn Ở đây có mấy ẩn nào Vừa xin vừa cốt Đổi về một ẩn thôi Ai cũng biết đó là cốt bình bằng một trừ xin bình Vậy lên Chúng ta biến đổi cho thầy thay cốt bình Bằng một trừ xin bình sau đó nhân giờ các em văng tung tóe ra, các em văng tung tóe ra thì em sẽ có trừ 2 sin bình, trừ 2 sin bình, trừ sin và cộng 3, cả lớp có ra giống thầy không? Cô lập m sang bên phải, như vậy chúng ta đã phân ly được biến rồi. Bước đầu tiên coi như xong. Đặt t là sin x. Bây giờ em phải để ý cho thầy, cái miền khi x thuộc trong cái miền từ 0 đến pi thì t thuộc trong cái miền nào? Chỗ này nhiều đứa còn không đặt được điều kiện Em mà đặt điều kiện trừ 1 đến 1 Thôi em cũng đi về cặp đất ăn luôn em ạ à. Chúng ta đâu có xét trên cả một vòng tròn lượng giác Hay là xét trên x thuộc R đâu Không phải trừ 1 đến 1 đâu em <laughs> Vẽ đường tròn ra em mới thấy điều này Câu này vui lắm Được chưa? Trục dọc là trục sin Trục ngang là trục cốt Khi tôi xét trong cái đoạn từ 0 đến pi Cái vùng từ 0 cho đến pi giá trị xin của tôi di động trên trục tung giá trị sin của tôi di động trên trục tung đó là từ 0 đến 1 hiểu chưa đúng rồi ơi trừ 1 đến 1 tìm sai cái này khác thôi trượt luôn <laughs> nào các bạn cái quan trọng đầu tiên đã hiểu tại sao thầy phải bôi đậm chỗ này không chết rồi <laughs> cho nên tôi thử tí thôi từ 0 đến 1 nhá chỗ này quên trong lúc bối rối sơ suất xin phép được lượng thứ từ 0 đến 1 nhá từ 0 đến 1. Đây này, từ 0 đến 1. Em tìm được miền chính xác của T là từ 0 đến 1. Xong bây giờ em sẽ biện luận cho thầy. Các em biết là với mỗi một cái giá trị với mỗi một giá trị T, với mỗi một giá trị T thì nó sẽ cắt đường tròn lượng giác này cắt trục sin ấy, cái trục với mỗi một giá trị sin nằm trên cái với mỗi một cái giá trị T nằm trên trục sin này nó sẽ cắt đường tròn tại hai điểm có nghĩa là theo tính đối ứng trong trường hợp này là một nghiệm t sẽ sinh ra hai nghiệm x như vậy chúng ta phải xem xét tất cả các trường hợp nào mà nó sinh ra đúng hai nghiệm x thì ta thấy ngay trường hợp đầu tiên là nó phải có một nghiệm t có một nghiệm t là được được chưa có một nghiệm t có hiểu không rồi đầu chỗ này mà chỗ này hơi nâng cao một tí đó. có một nghiệm t nằm trong khoảng 01 thì sẽ cắt đường tròn tại hai nghiệm x thì là thành công nào hiểu chưa phải có một nghiệm t nhưng hãy để ý cho thầy tại các giá trị biên cắt tại một và cắt tại 0 thì nó có mấy nghiệm chỗ này mới tởm mấy này nếu cắt vào một thì phương trình chỉ có một nghiệm một nghiệm đây nó cắt đường tròn một nghiệm t này nhưng nó cắt được tròn tại duy nhất một điểm ở trên đó là nghiệm pi chia hai không thỏa mãn nên trường hợp này biên này bị loại còn nếu mà nó cắt vào vị trí t bằng không ở đây thì nó cắt đường tròn tại hai điểm không pi ngó thấy trong đề bài không pi là có lấy như vậy t bằng không là một trường hợp uh, thỏa mãn bởi vậy phương trình phải có nghiệm t đó là à, không nhỏ hơn hoặc bằng t nhưng lại nhỏ hơn một thôi <laughs> hiểu chưa không dễ đâu à <laughs> được chưa rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục vẽ mà muốn có được cái nghiệm t thỏa mãn điều này thì bây giờ lại phải vẽ cái bảng biến thiên của anh chàng f(t) bên này xem m nằm vị trí nào thì có nghiệm t như này <laughs> hiểu chưa đấy nó lại còn khó thế nữa cơ câu này không không dễ đâu ạ à. trừ 2 t bình trừ t cộng 3 bằng m tôi đặt phương trình t này là phương trình 2 lúc này tôi xét ft chính là vế trái trên đoạn 01 một nhớ chưa nhỉ và tôi sẽ phải nhanh chóng kẻ được cái bảng biến thiên của ft này phải kẻ bảng nhé phải kẻ bảng t thuộc đoạn 01 một t thuộc đoạn 01 một rất vui người ta chứng minh được đó là trong đoạn 01 thì tại 0 FT thay vào đây bằng 3, tại 1 FT thay vào đây là bằng 0. Chúng ta thấy trên đoạn 01 hàm số nghịch biến đi xuống. Hãy cho thầy biết đỉnh của parabol có bị lọt vào trong đoạn này không? Câu trả lời là không. Vì đỉnh parabol là âm B trên 2A, âm âm, khiếp đau đầu thế, âm B tức là 1 trên, uh, ôi này, này, âm 4 đây này, này, cái này nó không thuộc âm 1 phần tư là đỉnh parabol không thuộc trong đoạn 01 nên đã bị loại. Chính vì vậy khi mà đỉnh parabol loại ra ngoài rồi thì thầy chỉ cần tính giá trị của hàm số tại các điểm kia thôi, không cần tính lại đỉnh làm gì. Vứt 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 đấy. Chính vì vậy thầy đọc được nghe giá trị lớn nhất nhỏ nhất là 03. Nhưng nếu các em vội vàng kết luận đáp án là D thì các em cũng ăn đất luôn. <laughs> Rất nhiều bạn làm ra bước này rồi Nhưng lấy hết cả hai dấu bằng ô oh, lâu <laughs> Có nghiệm T thật Công nhận là phải có nghiệm T Nhưng nghiệm T bằng 1 thì nó lại có mỗi một nghiệm <laughs> Không đơn giản đâu ạ à. Đây Muốn có đúng hai nghiệm X trong này Thì phải có nghiệm T Nhưng chắc gì tất cả các nghiệm T trong vùng này đã lấy <laughs> Lên câu hỏi trả lời Phải là đáp án đó là lửa khoảng từ 0 đến 3 mà thôi có nghĩa là không tính tại t bằng không thì chúng ta phải bỏ giá trị 3 như vậy các em có ra kết quả giống thầy không <laughs> chúng ta sẽ phải chọn đáp án C, à, b chọn đáp án b đấy câu này thầy đã phải dừng lại cẩn thận để chữa cho các em các em nhớ ghi nhớ câu này cẩn thận cho thầy đây được coi là một câu rất quan trọng và không chỉ trong uh, trắc nghiệm mà tự luận các em cũng nên làm cẩn thận giống cho thầy còn trắc nghiệm em có thể bấm bấm ở chỗ đó thì em làm ngắn đi một tí nhưng nó không thay cho em cái việc tư duy được <laughs> phải xem xét tất cả các trường hợp có thể xảy ra nhớ chưa không phải bấm là xong đâu nếu đề luôn luôn chỉ nói cái câu đó là có nghiệm thôi nó không nói bao nhiêu nghiệm thầy cho phép các em làm đúng nhưng khi nó đã hỏi rõ số nghiệm các em làm từ từ thôi nhá không ăn đất hết đấy <laughs> Ăn đất hết đấy Câu này hiểu chưa Câu này hôm trước đứa nào vừa bảo là dễ quá mà Đấy dễ đấy Bây giờ vào câu này một phát a, Úi rồi biết mùi ngay Thế nên đừng bao giờ vội gáy sớm gáy to phát chết luôn Gáy to phát chết luôn A cũng chết mà D cũng chết Kem thấy chưa Chỗ này chết còn, còn có vài người sống Nhìn là biết Cảm ơn rất là nhiều. Có ai thắc mắc gì về câu này không? Có ai thắc mắc gì tôi chuyển sang câu tiếp theo luôn. Được chưa? Bình tĩnh mà làm nha. Rồi từ những câu này trở đi thì nó lại hiền lành trở lại. <laughs> tôi... Nào bây giờ bình tĩnh nha. Được chưa? Nào hiểu được chưa? Cố mà nghe nhé. Ừ. Câu này thì dễ rồi. Tính m lớn m nhỏ lần lượt là giá trị lớn nhất nhỏ nhất của cái khỉ gió gì ấy này. Y bằng căn 3 nhân cốt bình 4x cộng 1 lần lượt là. A cốt bình đúng không? Cốt bình mấy x mặc kệ nhá, chỉ cần biết cốt bình là từ 0 đến 1. Vậy các em sử dụng phương pháp đó là thay trực tiếp điểm biên giống như thầy đã dạy các em hôm trước, các em sẽ nhanh chóng sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Các em sẽ thấy một điều đó là cốt bình của em từ 0 đến 1 với mọi x. Các em tự động nhân căn 3, sau đó các em cộng 1 vào. Thì rất là dễ với các em trong trường hợp này, chúng ta có lớn nhất là 1 cộng căn 3, nhỏ nhất là 1. Chúc mừng các em. Rồi thầy ơi sai rồi thầy Nằm... làm gì có chỗ nào sai Trời ơi. sai thì tự sửa thế thôi sai thì tự sửa thôi được chưa sai thì mình tự sửa thôi được chưa nào đáp án của chúng ta đó là một cộng căn 3 và một được chưa đáp án cần chọn của chúng ta là c chọn toàn c chính xác <laughs> c không ai nhầm gì nhá được chưa câu này em có thể lấy máy tính bấm cũng được nhưng mà thôi câu này ngắn ngắn đi bấm mất thời gian người ta lại bảo là dùng 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 dao mổ trâu để đi giết gà thôi mệt lắm tùy từng câu thôi nhé nhớ chưa câu này làm bình thường nó nhanh hơn đấy tám luôn <laughs> cái câu vẽ đường tròn này ra cái câu này vui đấy số điểm phân biệt biểu diễn nghiệm của phương trình sin bình 2 x trừ cốt 2 x cộng 1 bằng 0 trên đường tròn lượng giác là thấy cá với em có nhiều đứa bây giờ nó còn chưa biết cái đường tròn lượng giác là cái mặt ngang mũi dọc nó như thế nào đâu <laughs> có rất nhiều đứa nó chủ quan đến mức độ mà bây giờ tao mới ôn mày ạ à. <laughs> tao còn chưa biết cái đường tròn lượng giác là mặt ngang mũi dọc thế nào đâu thầy không đùa em hỏi bạn bên cạnh mà xem nó mà biết à, thầy đi đầu xuống đất <laughs> hỏi thử mà xem Đúng rồi ôi hỏi cái con bên cạnh ấy hỏi cái đứa bên cạnh ấy ủa rồi nó mà giải được phương trình mà nó lại viết vẽ được cả cái này nữa thầy có đi đầu xuống đất Đúng rồi Thật, được chưa? Đừng có tưởng những đứa bên cạnh mình nó biết hết Bây giờ à, học online uh, Nó ở nhà nó toàn uh, Tắt cam với che màn hình đi à. Khó mà biết bằng mắt <laughs> Không có chuyện ý đâu, ít lắm Được chưa? Cái này khó 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 tổ bố này Nhiều khi nó không 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 để ý không làm được mấy cái vấn đề trừu tượng này đâu Úi giời ơi được chưa em cứ hỏi đi được chưa? <laughs> mai gặp câu này à, hỏi nó nó chả biết gì à, rồi <laughs> <laughs> nào, giải phương trình này Em bắt buộc uh, phải giải cho thầy phương trình này ra nhanh một tí Xong rồi uh, thầy đã dạy các em rất nhiều bài Có cái việc đó là biểu diễn các nghiệm trên đường tròn uh, Thầy hy vọng là các em sẽ làm được câu này rất là dễ Đó, câu này bạn nào học theo thầy rồi sẽ thấy đúng là rất dễ Đó Được chưa? Cố gắng lên nha Câu này không khoanh được đâu Đáp án là gì ấy nhỉ? Đây này vẫn còn cãi nhau kinh lắm Đứa A đứa B Trời ơi thầy ơi câu này mình chia để gia tăng Không câu này không chia chát trừ chọt gì cả Câu này đổi xin bình thành một trừ cốt bình là xong thôi Không chia chát gì cả nhá Được chưa Câu này dùng công thức cơ bản thôi Không chia chát gì cả đứa nào bảo chia chát gì đấy Xin bình bằng 1 trừ cốt bình 2x Thu gọn đi tôi xin phép đổi dấu Tôi đổi thành cốt bình 2x Cộng cốt 2x nghe vào đây nhá không chỗ này lại bảo thầy giải sai chỗ này mắt mắt tét rồi may lại bảo thầy giải sai này thầy đổi dấu rồi một cộng một là hai xong thầy đổi thành chữ hai thầy nhận ra rất nhanh chỗ này là có a cộng b cộng c bằng không lên thầy không thèm bấm máy tính câu này thầy cũng vẫn biết kết quả đó là một nghiệm là một và một nghiệm là âm hai tất nhiên một thì là ok rồi còn âm hai thôi xôi xéo rất đơn giản xôi xéo và bây giờ thầy giải phương trình cơ bản thì sẽ rất nhanh chúng ta sẽ có Uh, 2x bằng k 2 pi Cái này phương trình cơ bản với các em quá đơn giản Các em tìm ra k Thầy đã từng dạy các em rồi k khi vẽ biểu diễn trên đường tròn thì chúng ta chỉ vẽ được bởi hai điểm Khoanh đáp án B B mới là chuẩn các em B B chuẩn chính xác Vẽ k Cho k bằng 0 Thì đây là 0 Cho k bằng 1 đây là pi nếu k bằng 2 nó quay trở lại đây rồi, hết rồi, có hai điểm này thôi hoặc là dùng công thức gia truyền thầy đã từng cho các em ấy các em phải nhớ công thức gia truyền của thầy ấy. muốn tất cả các bài toán đếm số nghiệm đếm số điểm biểu diễn hãy nhớ theo công thức gia truyền của thầy thầy xin khẳng định lại một lần nữa k nếu chúng ta biểu diễn được dưới dạng đó là x bằng k 2 pi trên n khi vẽ ra chúng ta biểu diễn được thành n l điểm phân biệt các em lên ghi hộ thầy cái này vào vở chỉ cần ghi được một cái này của thầy thôi mai kiểu gì chúng ít nhất dăm bẻ câu ghi cho thầy giải ra đến đây rồi với n của em là số thường là số dương nhé để số dương thì chúng ta đưa về dạng này em sẽ thấy ngay à hai thật hai thật <laughs> hai thật đúng rồi hai thật hãy nhớ cái này của thầy đây là công thức gia truyền được chưa chả biết thầy cô em có chỉ không nhưng mà đây là buổi gần như là quan trọng nhất rồi thầy còn vấn đề gì cần phải truyền đạt thầy sẽ nói cho nốt bởi vậy phải nghe kỹ câu này Mai chúng được dăm bẻ câu không nghe dáng chịu Mai hỏi thử đứa bên cạnh đi Nó không biết vẽ đâu Rồi ôi nó không biết làm đâu Cứ chờ mà xem nó không biết làm đâu Được chưa B rồi nhá Đấy các câu sau cứ làm theo đúng thầy hướng dẫn là xong nhá 9 Để thầy xem bọn mày câu này bọn mày vẽ kiểu gì có nhiều nghiệm nhá, nếu mà đẹp ấy thì không sao nhưng nếu có nhiều nghiệm tính ra lẻ xấu mù Thầy đố các em vẽ được Ví dụ như phương trình này Nào với phương trình tăng bình Cộng 3 tăng Cộng 2 bằng 0 Phương trình này khi Nếu mà giải ra nghiệm ý, Thì ai cũng giải được Tại vì nếu như đáp số người ta cho toàn các nghiệm Nhiều đứa nó lại thử luôn Nhưng người ta phải hỏi số nghiệm với số điểm biểu diễn này Nó mới hay Hỏi cái này là nó mới đúng bản chất vấn đề được chưa bảo thầy cô của các em ấy phải ra các câu nó cố gắng làm thế nào nó cũng kiểu kiểu nó cũng giống giống kiểu như thế. tức là nó mang cái tư tưởng nó cũng phải giống giống kiểu như của thầy này được chưa bảo cô giáo đi và mai bảo cô bảo là thầy chính bảo là cô cứ cho hẳn mấy câu những kiểu những câu giống như của thầy này nó mới hay nó mới đúng bản chất làm được một phát là biết ngay được chưa còn mò mò một phát là biết ngay <laughs> đấy nó phải thế được chưa được chưa câu này khi mà các em bấm thì các em sẽ có ngay hai nghiệm của tang. Câu này không cần đặt T vì làm trắc nghiệm. Chúng ta bấm ngay ra đó là âm 1 âm 2. Phương trình tang chúng ta không loại ai cả. Chúng ta lấy hết cả hai. Nhưng nếu bây giờ em giải ra nghiệm thì một ông là trừ bi chia 4 cộng k pi, một ông nó lẻ là ác tang của âm 2. <laughs> Thầy ơi chết rồi sao tự nhiên lại ác uh, tang ở đây thế mai ác xin ác cốt thì vẽ kiểu gì không câu này mình không vẽ câu này mình mà vẽ đi ra nữa để có mà mất thời gian mình không vẽ trong trường này mình dùng luôn công thức gia truyền của thầy cho nhanh với đuôi là capi mỗi thằng nó sẽ sinh ra hai nghiệm nó sẽ cắt trên đường tròn nó sẽ kiểu gì nó sinh ra hai nghiệm em vẽ thử xem đã à, phải vẽ thử đi đã nhớ nhớ biết đâu sai sao vẽ thử đi thì capi này sẽ cho em mỗi người là hai em nhân đôi lên là ta thành 4 <laughs> được chưa rất đơn giản đứa nào chọn một đấy cái gì sao lại một cái gì cái gì đấy ô, chuyện ô rồi cái chuyện cái, cái 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 chuyện chuyện gì đang xảy ra vậy trời từ từ sao lại có nhiều đứa ở đây này kem rất nhiều bạn chọn d thì đúng rồi nhưng sao lại có đứa chọn một ở đây trời khỉ gió rất nhiều đứa nó tư duy một buồn cười thật nhiều đứa đã bảo thưa thầy Em loại bỏ bớt một người là âm hai Xong rồi em lấy một người này thôi Em khoanh một nghiệp đúng không thầy Thôi chết rồi hỏng rồi Nói cái câu ý một phát là thôi là chết rồi Nói câu ý một phát là thôi là tôi biết là như thế nào rồi Phương trình tăng này nhá Nó không hạn định giá trị của nó Nó đâu có loại ai Đúng không Và em Em Em, 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 em uh, chỉ cần nhìn hộ thầy cái đuôi này thôi Là ra là bốn thôi Thầy có yêu cầu em vẽ đâu <laughs> 4 chọn cho thầy đáp án D được chưa? Số thứ 1 số thì kệ kệ bố Không có một đâu, được chưa? 4 đúng chưa nhỉ? 4 nhá. Có ai thắc mắc gì câu trước câu sau không? Có ai thắc mắc gì không? 4 nhá, được chưa? Người ta hỏi nghiệm x, người ta hỏi nghiệm t đâu mà em khoanh một. Tiếp tục nào. Chúng ta đi nhanh qua câu này. Số nghiệm của phương trình sin 3x trên 1 trừ cos 2x bằng 0 trên khoảng 0 đến 2 pi. Với những câu này thì thầy có một cái chú ý dặn dò cho các em. Thứ nhất là ta sẽ đặt điều kiện, ta đừng quên điều kiện của mẫu. Đó là cốt 2x khác 1. Các em đặt điều kiện cẩn thận giúp thầy này. Giải tử số bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có một nghiệm và một điều kiện. Thì với những bài toán mà có nghiệm và điều kiện và đếm nghiệm như thế này thì tất nhiên là có hai cách. Nhưng mà em vẽ được đường tròn ra thì là nhanh nhất. Còn ngoài ra em có thể uh, quét uh, table để bấm máy tính chỗ này cũng được nhé thì bấm máy tính chỗ này các em sẽ tự bấm còn ở đây thầy muốn các em biết cách làm thật sự là bản chất các em không biết thôi khi các em hiểu bản chất thật sự ấy, thì em không bao giờ bị ai lừa cả em sẽ làm rất nhanh như vậy bài này em phải biết cách loại nghiệm trên đường tròn sin 3x bằng 0 và điều kiện kèm theo là cos 2x khác 1 các em sẽ có nghiệm trên này là 3x bằng kp và x bằng kp trên 3 còn chỗ này các em sẽ suy ra điều kiện 2x Khác K hay Pi Như vậy X khác K Pi Thực ra là em có thể lấy cho thầy một cái chữ khác nhé Nếu đây là K em có thể đặt đây là K M L M L M L gì đó Nhưng mà thôi nếu trong những trường hợp Mà quen tay rồi thì thôi Châm trước thì tương đối thì cứ viết K cũng được Nhưng mà thực ra là phải lấy chữ khác đấy Thì nó mới đúng Bây giờ khi em vẽ cái này trên đường tròn Thì em sẽ chỉ còn Mấy nghiệm trên cái không Pi 2 Pi này thôi Cả lớp có ra 4 nghiệm không 4 điểm Số nghiệm trên này chúng ta sẽ vẽ được ra là 4 nghiệm. cả lớp có ra 4 không? B chính xác rồi đấy, giỏi lắm. Ừ, bạn nào ra B giỏi lắm. Cái này không dễ, không không dễ đâu ạ. Những câu này là những câu ở mức độ trên bắt đầu từ khá trở khá, tức là mức độ giữa trở lên rồi, không dễ đâu ạ. Nếu mà nó dễ thì tát vào mồm đấy, được chưa? B. Đừng có nói linh tinh, được chưa? Dễ tát vào mồm đấy, được chưa? Đừng tưởng dễ. Rồi Câu này cần thiết thầy sẽ vẽ hộ kem ra Đây Đây nhá KP trên 3 của em Thì đây Thôi thử ui, ơi câu này không vẽ đâu mà Thôi vẽ cũng được Thôi thích thì vẽ thôi Thầy vẽ cho Đây này KP trên 3 được biểu diễn bởi sáu uh, uh, 6 điểm Trên đường tròn Câu này thôi cứ vẽ ra một lần cho biết Một này Hai này 3 này, 4 này, 5 này, 6 này có lớp có vẽ ra không? Các điểm này cách đều nhau một đoạn là bằng pi chia 3. Đúng không? Pi chia 3 là 60 độ, 6 điểm đủ rồi. Loại bỏ đi hai điểm là kpi. Úi giời ơi, thế có đúng là còn 4 nghiệm không? 4 nhá. Từ 0 đến 2 pi, từ 0 đến 2 pi. À vừa đúng trên một vòng tròn nhá. Một vòng tròn thì đúng là chỉ có 4 thôi. Ừ, đấy, biết làm rồi thấy đơn giản chưa? Ok không? Rồi. Câu này ngoài ra em có thể quét table giúp thầy Em sẽ thấy 4 lần fx đổi dấu hoặc là fx bằng 0 ấy. Các số liệu cho giống y hệt như là lúc lẽ quét giá trị lớn nhất nhỏ nhất cái em... À em vẫn cho start 0 n2p step p chia 12 cái Em tự quét giúp thầy nhé nhưng mà hay nếu mà máy tính mà nó có nghiệm tại cái đầu hai uh, cái đầu tròn này thì em bỏ cho thầy nhiều bạn uh, quét máy tính là dễ bị đếm thừa lắm vì em không để ý điều kiện kiểu quái gì rất nhiều đứa nó sẽ chọn đáp án là năm được chưa Thế nên là em hiểu cho thầy bản chất chỗ này này Thì nó sẽ chuẩn là ok luôn Cái việc mà quét table cả lớp có thể tự xem lại cái, Các cái bài giảng trước đó thầy đã từng hướng dẫn Còn ở đây thầy nói cái này cho chuẩn Được chưa 11 giúp thầy Câu này em có muốn quét máy tính cũng không quét được Vì Đếm số nghiệm của phương trình trong một đoạn rất to Đó là trừ 2022 pi Đến 2022 pi số nghiệm lên đến trời ơi 2022 4044 6066 8088 đấy chúng mày tha hồ đi mà quét rồi ơi tao xem sao chúng mày đếm đến đời kiếp nào đến mùa quýt đếm trả xong 8000 nghiệm 4000 nghiệm 6000 nghiệm như này à như vậy đây này phải bảo thầy cô của em bên này tôi cũng khuyên thật luôn các thầy cô anh cho luôn toàn phải lộc phát thế này các thầy cô này được chưa phải cho thế này nó mới vui này câu hỏi thế này nó mới hay này nó nó vẫn đúng bản chất mà nó không phải đến mức độ là nó nó quá khó nhưng vẫn phải hiểu đúng bản chất <laughs> cái này nó mới hay này được chưa cái này mà quét à úi rồi máy tính đơ luôn được chưa đem máy tính ra cửa hàng máy tính đơ luôn được chưa được chưa đơ luôn xong chưa cho khỏi kêu dễ luôn <laughs> khỏi kêu dễ luôn rồi đếm giúp thầy nhá nói thế thôi nếu mà nghe kỹ theo phương pháp của thầy à thực ra cũng dễ lắm cũng không phải dễ là do người ta dạy có phương pháp dễ hiểu chứ câu hỏi không hề dễ đố thử những cái đứa bạn bên cạnh nhiều đứa bên cạnh có làm được đâu rồi <laughs> được chưa không dễ đâu à người ta có phương pháp dễ hiểu được chưa chọn đi đấy em thử đánh mặt lên mà xem câu này cãi nhau đáp án rất kinh khủng chứng tỏ là bắt đầu hoang mang Mặc dù phương trình nghe rất quen Có biết đây là phương trình dạng gì không? 2 sin bình trừ 5 sin cốt cộng 2 cốt bình bằng 0 Đây là phương trình uh, uh, bậc 2 hay ẩn sin cốt Hay là người ta còn gọi là phương trình đẳng cấp bậc 2 đối với sin cốt Cách giải của phương trình này đấy, đúng là như bạn nào nói lúc nãy đấy, là Chúng ta sẽ phải chia ra hai trường hợp đó là cốt x bằng 0 và cốt x khác 0 rồi Ta chia đấy Chính xác Hiểu chưa? Ôi cãi nhau đáp án kinh lắm Câu này chưa ai trả lời đúng Chưa ai trả lời đúng Mặc dù không quá khó nhưng mà chưa ai trả lời đúng Thôi câu này phải nghe thầy hướng dẫn thôi <laughs> Biết ngay mà Nhìn là biết ngay mà Mấy cái bọn, mấy cái đứa mà gen Z là Chỉ được cái là to mồm thôi <laughs> Rồi đấy là đặc điểm Đặc điểm quan trọng nhất Đặc điểm hay nhất của gen Z đó là to mồm <laughs> Các bạn đã các thân mến, trường đầu tiên Xét cốt x bằng 0 Khi mà cốt x bằng 0 Thì thằng này bằng 0, thằng này bằng 0 Khi cốt x bằng 0 Thì sin bình sẽ bằng 1 Chính vì vậy, vế trái và vế phải không thể bằng nhau Nên cốt x bằng 0 không thỏa mãn là nghiệm của phương trình Vì vậy ta có thể tự tin chia đều phương trình đẳng cấp bậc 2 này Cho cốt bình Lúc này nó khác không rồi Phương trình lập tức sẽ đưa về ẩn tang và đưa về phương trình cơ bản. Đó là hai tang bình trừ 5 tang cộng 2. Điều này rất quen với các em. Từ đây lấy máy tính bấm một phát thì chúng ta ra luôn tang bằng 2, tang bằng 1 phần 2. Nhưng không được loại ai. Thầy dạy rồi. Đó, tang này lấy hết cả hai Bây giờ bắt đầu chúng ta có phương trình thứ nhất đẻ ra ác tăng 2 cộng pi, phương trình thứ hai đẻ ra ác tăng 1 phần 2 cộng pi. thầy ơi hai nghiệm đều lẻ te tét, tét làm sao mà vẽ được trời ơi câu này không vẽ có vẽ cũng không hiểu trời ơi mày thấy thầy mày đi trước một bước rồi thầy mày gài cái này vào rồi à mày có vẽ đến bằng mắt không cần vẽ mà có vẽ cũng chả biết vẽ đâu rồi ôi thầy ơi em không biết vẽ cái này <laughs> em làm sao biết vẽ cái này Thế lúc này phải dùng công thức gia truyền của thầy Mình cũng không cần vẽ Bây giờ nếu chúng ta xét một đường tròn Nhìn lên bảng các con Xét một đường tròn Thì có nghĩa là chúng ta đang xét trên một Chúng ta xét trên một cái một cái vòng tròn cơ sở thôi Thì chúng ta xét cho thầy một đoạn là từ 0 đến 2 pi Các bạn và các con thân mến Thầy đã dạy các con rồi với cái đuôi này Thì anh chàng này đẻ ra hai đứa anh chàng này đẻ ra hai đứa khi vẽ trên đường tròn đấy vậy thì mỗi một người người này sinh đôi người kia cũng sinh đôi trên một vòng tròn này các con sẽ có bốn nghiệm bây giờ các con phải đoán cho thầy xem cái đoạn thầy đang xét này nó gồm bao nhiêu vòng tròn thầy nói thế để con đoán ra thôi chứ thầy không bảo con vẽ thêm nhiều vòng tròn vào đây nếu bây giờ con mà vẽ thêm mấy nghìn vòng tròn vào đây nữa là con que hơi rất mệt đấy <laughs> được chưa Nhìn vào đây thầy biết nghe đó là chúng ta sẽ có 2022 vòng tròn. Đúng không các con? Mỗi một vòng tròn là từ 0 đến 2 pi rồi, vòng nào nó cũng thế thôi các con. Như vậy là 2022 vòng. 2022 vòng mà cứ mỗi một vòng thì nó đẻ ra bốn người, mình nhân 4 vào. Chính vì vậy mình có 8088 nghiệm, đáp án rất đơn giản là D. Tôi làm chỉ có 5 giây nhưng mà tôi đố anh chị làm được 5 giây. <laughs> <laughs> được chưa? Rất đơn giản, đúng chưa? Thầy xin chúc mừng tất cả các bạn nào đáp án D. Được chưa? 8088 em tốt đấy. Được chưa? Thầy chúc mừng em. Về sau thầy chúc mừng em phát tài, phát lộc phát phát luôn nhá Sướng chưa? Phát phát luôn nhá Phải chưa? Phát phát luôn. Được chưa? Làm được câu này một cái là về sau là phát phát luôn. Thầy chúc mừng luôn nha. Câu này thực ra vẽ vòng tròn cho vui thôi. Chứ mình có vẽ ra, mình cũng có biết cái này bằng bao nhiêu đâu để mà vẽ. Ha 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 được chưa? Lẻ tơ tét vẽ làm sao được? Rất đơn giản. Khi mà hiểu bài rồi sẽ thấy nó rất là đơn giản. Ha ha ha, đúng chưa? Đáp án cần chọn của chúng ta là đáp án D. Ha ha ha, xong chưa? Đấy, khi hiểu bản chất thật sự như vậy, kể cả đề có làm khó mình đến mấy đi chăng nữa, đó chỉ là về mặt hình thức. Người ta chỉ lòe mình ở chỗ đó thôi, phải vượt qua được cái đó. Không hơi một tí mà dọa là sợ cái là thôi là chết rồi, là tè ra quần là chết rồi. Đúng không? Như vậy là chúng ta đang bị người ta che mắt đấy nguy hiểm đấy được chưa được chưa không may ra ngoài cuộc đời mà cứ để cho hơi một tí nó lừa cho một cái là nó che mắt cái là sợ lắm được chưa tiếp theo trên cơ sở thầy vừa giới thiệu như vậy chắc hẳn các em sẽ làm được câu hỏi số 12 câu này thầy cho về cái đoạn này nó rất đơn giản hiền lành nhá sướng chưa nhưng phương trình này nhiều người không biết giải <laughs> 3 sin bình cộng 4 sin cốt trừ cốt bình bằng 3 Số nghiệm phương trình này trên đoạn từ trừ pi chia 2 đến pi chia 2 là bao nhiêu Câu này thì tất nhiên em có thể thích thì em bấm máy tính cũng được Thầy cho phép Vì phương trình này rất ít nghiệm đấy Câu này thì thôi được rồi ai bấm được nhanh thì bấm luôn Cho phép bấm đi uh, Start Sở cái này đi En cái này đi Sở test mình có thể lấy pi chia 12 Thích thì pi chia 15 Hoặc là pi chia 24 cũng được càng tốt Được chưa Thầy nói gì nhớ ghi vào nhé, mai rơi vào còn thi Vì cái độ rộng của anh chàng này nó cũng chưa đến một vòng tròn Nên chỉ cần pi chia 12 thôi là đủ Sau đó học cách đếm nghiệm đi cũng được, đấy cũng là một cách Còn ngoài ra nếu câu này mà có rơi vào tự luận Thì thầy nhắc lại cách giải một tí này Giải y hệt bài trước <laughs> Vì đây cũng là phương trình <laughs> Đẳng cấp bậc 2 đối với sin code Nhưng các em đừng quên, đứa nào bỏ qua trường hợp 1 sẽ chết không kịp ngát. Vì bài này, cốt x bằng 0 khi thay vào thì phương trình có dạng 3 bằng 3 lên, thỏa mãn. Vậy phương trình này vốn đã có một họ nghiệm là bg2 cộng kb rồi. Các em cẩn thận không thiếu đấy, kiểu gì đừng thiếu. Khi cốt x khác 0 ta mới được chia. Lúc này phương trình đưa về dạng như sau. 3 tăng bình cộng 4 tang trừ 1 còn anh chàng ba bên này rất nhiều đứa quên không chia <laughs> hôm qua học sinh của thầy rất nhiều đứa đã bảo là câu này rơi vào tự luận thầy ạ à, chắc chắn rơi tự luận em quên mất không chia bên này thế chết rồi vỡ mồm rồi <laughs> thế là công toay rồi bây <laughs> giờ khi mà chia ấy thì nhớ cho thầy công thức một 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 trên cốt cốt bình một trên cốt bình bằng một cộng tang bình 1 trên cốt bình bằng 1 cộng tang bình Chính vì thế các em viết thẳng cho thầy 1 cộng tang bình vào đây À rất vui Như vậy chúng ta rút gọn được 3 tang bình ở hai bên À may quá thì câu này không cần bấm đúng không? Rất đơn giản được chưa? Chúng ta sẽ chỉ còn có 4 tang Trừ 1 bằng 3 Tức là 4 tang bằng 4 Tang bằng 1 À may quá phương trình này nghiệm đẹp đây thầy ạ Ha 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 Chắc vui <laughs> Chắc vui Ờ chắc vui bi chia 4 cộng KB bi rất đơn giản chắc vui câu này thì chắc là vẽ được câu này nghiệm đẹp được đấy các bạn và các em thân mến trừ bi chia 2 nằm ở đây đến bi chia 2 nằm ở đây có nghĩa là chúng ta đang xét cái thành phần này này thành phần đang xét thấy tô sọc để cho các em nhìn rõ hơn nhá thầy đang cố tình nhìn vào cái vòng đang xét đây này cái ý của thầy là thầy đang nhìn vào cái phần tô sọc cái này đấy nhìn vào cái vùng này cho thầy nhé, nhìn cho nó rõ Mình đánh hơi khắc người tí không sao Rồi, bây giờ biểu diễn hội thầy bi chia 4 Ôi bi chia 4 thì dễ quá Rồi, tí nữa cộng thêm một bi nữa À, <laughs> đây Ông này ông chỉ biểu diễn được có hai điểm thôi, không thể hơn được Hỏi trên đoạn đăng xét có mấy nghiệm Có mấy các con, có mấy nào, có mấy Úi trời trả lời vớ vẩn thế này, mỗi người một kiểu mỗi người một kiểu như vậy các con thân mến có mấy nghiệm ấy nhỉ từ từ bi chia 4 cộng kb ơ thầy đố các con viết bài này là mấy nghiệm đây được chưa bi chia trừ bi chia 2 đến bi chia hai trừ bi chia hai đến 0 đến bi từ từ nghiệm thứ nhất của chúng ta là bi chia 4 nhưng mà nghiệm thứ hai ôi cái chỗ này nếu mà cộng thêm một bi nó sang đây Ơ, như thế này thì là mấy nghiệm nhở? Như thế này là là mấy nhở? À, mình quên mất. Ông này ông có một. Nhưng <laughs> mà mình còn... Có một ông lọt vào đây thôi. Đây, có một ông lọt vào đây thôi. Ông này bỏ Tại vì không, không, không làm. Nhưng đừng quên ông này nữa. <laughs> quên ông này một phát là chết luôn đấy. Thở nào mình đang thấy lạ lạ. Ông này nữa, đây này. Ông ý còn bi chi 2 cộng cao bi. Như vậy bi chia 2 cộng gabi đấy như vậy thầy có tất cả thẻ đúng là ba điểm rất nhiều đứa đang chọn một ha 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 điều là chọn một là sai đấy các con tổng cộng là ba các con nhé đáp án cần chọn là c chọn toàn c các con đừng quên hai cái điểm này nữa các con mà quên hai điểm này nữa các con ôm thiếu nghe đó có thấy hay chưa biết làm con thấy là hay thật heo hay chưa biết làm một cái thấy hay thật c con c c con ạ à. làm tự luận con cũng làm thế này này rồi bây giờ chúng ta xong như vậy một số câu quan trọng vừa rồi Thầy hướng dẫn cẩn thận các em cố gắng nghe nhé chưa? làm tự luận cũng làm như thế thôi nếu ai may mà, mà có thi thì rơi vào mấy cái phương trình này thì cố gắng làm ăn cho cẩn thận đấy những cái gì dặn dò được cố mà nghe bây giờ chúng ta sang một số cái câu đơn giản thôi đây là đồ thị của ông nào nào đơn giản rồi đây là đồ thị của ông nào Đây là đồ thị của ông nào ờ, Nhìn vào đây chắc là nhiều bạn cũng đoán ra rồi Đây là đường cong đường, 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 cong mà lượn sóng này là chỉ có sin cốt thôi Còn tang cô tan Nga là nó đường cong hình chữ S rồi Các em biết là có, có, một cách nhớ rất là dễ đó là Sin cốt thì đường cong lượn sóng Còn tang cô tang thì đường cong hình chữ S Nhưng mà uh, tang thì tang thì là đường cong chữ S đi lên Còn cô tang thì đường cong chữ S đi xuống tại vì một người đồng một người nghịch mà công nhận không ở đây chắc chắn đường cong xin cốt nhưng em để ý đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ ô hay đi qua ô này này đây chắc chắn phải là hàm xin còn cốt là hàm chẵn nó sẽ đối xứng qua trục tung cơ đúng không đây là một dấu hiệu ngoài ra em có thể nhìn vào một vài điểm đặc biệt mà đồ thị đi qua về sau nếu mà thi em thay vào thí dụ nhá thay không vào nó phải bằng không này thay bi chi 2 vào thì nó sẽ phải bằng một này thầy ví dụ như thế em sẽ thay cho thầy một giá một vài giá trị đặc biệt và đồ thị đi qua thì đấy là cách đơn giản nhất để nhìn ra ngoài ra em em cũng có thể là em sẽ nhìn cái chu kỳ cũng được chu kỳ lặp đi lặp lại của nó thì em thấy sau một đoạn bằng 2 bi đây thì đồ thị lặp lại được chưa đồ thị lại lặp lại như vậy chúng ta có thể tự tin chọn a là đồ thị xin rồi không thể sai được nhớ chưa cái dạng nhận biết đồ thị này cũng là cho điểm đấy cố gắng mà ăn điểm nhớ chưa nhỉ a nhé ừ. tiếp tục nào À, câu 14, chúng ta quay trở lại với một số cái câu mà người ta hay hỏi về hàm số lượng giác nhé. Còn những cái câu kia thầy đã hướng dẫn kỹ lắm rồi, cố mà nghe. Được chưa? Hàm số lượng giác này thì cũng là cho điểm thôi, cố gắng mà ăn điểm. Lý thuyết mà. Tập xác định, rồi tập xác định là câu dễ nhất. Rồi câu này cho ăn điểm. Được chưa? Nào, các em giải nhanh câu này một tí nhé. Các em giải nhanh câu này một chút cho thầy nhá giải nhanh một tí. Điều kiện của tang thì các em đặt điều kiện cho thầy đó là code cốt của nó khác không Đúng không Giải chúng ta có như sau Các em ra đáp số chưa để thầy giải đây Số chọn linh tinh thế này Được chưa Làm từ từ đi nhá Được chưa Nào ờ, Câu này thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào Cả lớp chọn được chưa Đáp án cần chọn Đây Điều kiện xác định của bài này, chúng ta đặt điều kiện cho cốt của cái ông 2x cộng pi 3 này khác không? Tăng bằng sin trên cốt mà. Như vậy cái 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 hãy cộng pi chia 3 này chắc chắn là phải khắc pi chia 2 cộng k Cái này quá là quen. Và các em sẽ chuyển về sang giúp thầy, em sẽ thu được kết quả. Cái này thì dễ với các em rồi. Pi chia 2, à chia pi chia 12 cộng k chia 2. Các em lấy R các em gạch bỏ cái này là ra. Mọi người có ra D không? D nhá, D chặt công nhận. Ừ, câu này giải nhanh một tí là ok luôn, D thật. Đấy lấy máy tính chuyển chỗ này giúp thầy một tí nhé, chỗ này nó đơn giản thôi. Kb chia 2. D, chính xác. Câu này do các em biết giải rồi nên chúng ta sẽ đi qua nhanh. Nào D được không nhỉ? D nhé. Ok, chuẩn dẫn. Không được thì nhầm nhé. Nhầm gì mà nhầm cái câu này nữa. Nhầm rồi thôi ăn đất. Này. Rồi, đây. Tiếp. Hàm nào sau đây là hàm số chẵn? Úi dồi, chết. <laughs> Xuyết lộ hàng. Nào, những câu này, thầy, em lưu ý những câu này tuy là lý thuyết dễ đấy nhưng mà các em cũng nên đọc giúp thầy qua cẩn thận một tí vì trong này thầy cũng đã gài rất nhiều các ý tưởng rất dễ bị lừa vậy nên là làm chắc ăn nhé chắc ăn đừng đừng làm nhanh quá chắc ăn rồi bây giờ loại trừ cho thầy loại trừ hàm số chẵn lẻ thì thầy đã có quá nhiều các cái phương pháp hướng dẫn cho các em về cách nhìn nhận nhanh bây giờ làm như thế nào mà nhìn bằng mắt thường mà ra luôn đấy mới thực sự là đẳng cấp <laughs> cố gắng làm nhanh giống thầy luôn Nhìn được mắt thường ra luôn không cần làm cái gì cả biết luôn cái, cái, cái kết quả rồi ôi ơi. thế là mới xịn như này rồi nó có ra được luôn không nào bao nhiêu bạn ra rồi trả lời comment cho thầy này ra rồi nào thầy ơi thành phần thứ ba xuất hiện rồi thầy Ôi thầy kệ bố đã chả quan tâm từ những ngày sau giờ đi tôi phát hiện ra là có quá nhiều thứ không nên để ý không cần phải để ý trong cuộc đời này vì có những thứ có ai thèm gửi đến đâu đó có những thứ không cũng không thể ai hỏi đến gửi đến đâu làm gì cho nó mệt ra cứ tập trung vào đúng cái việc của mình thôi còn người khác người ta làm gì thì người ta có nghiệp cả kệ người ta không cần quan tâm để phát hiện ra là có rất nhiều thứ quan trọng hơn hơn là những cái những cái mà không ai thèm gửi được gửi tới <laughs> nhớ chưa cứ học thôi nhớ chưa nhớ chưa đứa nào mà Uh, cố gắng mà học tốt thì về sau có kết quả cho mình, Có những đứa nào mà nó cứ vào đây mà không học mà nó lãng phí thời gian đấy thì nó vừa tốn thời gian cho nó và comment spam nhiều thì nó mỏi te được chưa? Mà về sau nó lại vừa mất kiến thức, nó lại uh, không để ý học được thì là nó mất hết. Đó, nó mất hết. <laughs> Dạy gì mình cần phải nhắc. Mình càng nhắc thì lại càng thương học sinh mình không nên nhắc, được chưa? Thế kệ nó, <laughs> kệ nó. Ai học thì vẫn cứ có tác dụng của người ta nha đoàn người thì người ta cứ đi còn cái 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 còn cái gì nó kêu thì cứ kệ nó không cần quan tâm rồi ờ, rồi câu này rất là nhanh thôi nhìn bằng mắt thường là rất nhiều bạn chọn c rồi thầy xin chúc mừng các em được chưa nhiều bạn chọn c quá rồi nhưng mà thầy bảo này tại sao ở đây nhìn thấy chữ xin thầy tưởng ngoại khi xin nó là, là lẻ cơ mà sao các em nhanh chóng chọn c thế giỏi phết nhỉ giỏi ờ, đấy ta tư duy một chút rất nhiều đứa đi thi sẽ chọn A Ở đây nhá 70% mà chọn C thì cũng phải ít nhất 30% chọn A Vì các em học không chắc Cái người học không chắc biết ngay Vì các em nhìn thấy chữ cốt Em cứ thấy cốt là em khoanh là em chết rồi em ạ à. Đấy Đừng tưởng dễ em ơi Rất nhiều đứa em chọn A để em chết rồi không phải cứ thấy cái chữ cốt là chặn mà cứ thấy cái chữ xin là lẻ đâu. Đấy là cốt x với sin x. Còn xin cái khác với cốt cái khác á, à, đừng có mơ, đừng có mơ, không đơn giản thế đâu. Mày lại nghĩ ăn điểm của thầy mày dễ thế à? rồi, tao ngồi soạn đầy đến tận mấy giờ sáng đấy, mày cứ tưởng đâu. <laughs> Lên nhớ rằng một điều là xin của bi chia 2 trừ 2x theo công thức phụ chéo thì xin nó lại biến thành cốt. Đấy. Theo tính chất phụ chéo xin nó lại biến thành cốt mà cốt 2x nó mới thực sự là hàm chẵn còn em thay cái này vào mà xem em xem hàm này nó không phải hàm chẵn chỉ có cốt của ax nào đó thôi còn ax cộng b này nó không phải đâu nếu em muốn dùng phản chứng em sẽ thay cho thầy hai số cộng trừ 1 vào đây chẳng hạn thầy hay dạy em như thế đúng không đúng không em thay cộng trừ một vào đây em sẽ thấy ngay nó trả ra thể thống gì cả <laughs> em cẩn thận không bị lừa em bị lừa rồi cô tăng này thì chắc chắn lẻ rồi cô tăng ba x này là lẻ ông này nhá ông này lẻ đây chặn ông này lẻ ông này lẻ chỉ có cái ông này chặn thôi đừng bị lừa còn ông này thầy xin thông báo với em là cái a này của em nó chả chặn mà nó cũng trả lẻ em xem là xem được chưa đừng tưởng dễ chả học được rất nhiều kinh nghiệm qua đây rất nhiều kinh nghiệm qua đây được chưa ok cảm ơn rất nhiều chọn c là chuẩn rồi thầy chúc mừng thầy ơi đang phát lại à thầy tôi chưa bao giờ phát lại nhé hỏi nhiều được chưa? <laughs> 16 được chưa câu này mà ai mà chọn xin là đúng là xin vĩnh biệt cụ thật đứa vừa rồi được. đứa nào mà à, đứa nào lúc nãy mà chọn cốt là gặp bài cốt tinh luôn là thôi chết luôn 16 lẻ giờ chọn đi <laughs> chọn đi Để giờ chọn đi bây giờ bằng tư duy tiếp tục bằng mắt thường được chưa bằng mắt thường được chưa câu này ta tiếp tục tư duy nhé cái nào lẻ nào bây giờ thông báo nào bây giờ để vào đây nào Ôi cái này vui đấy <laughs> Rất nhiều đứa không biết đâu Xin long trọng thông báo với các em nào Phân tích nhá Phân tích từ D trước này Cái này lẻ lẻ Cái D này là chẵn này Nhìn <laughs> thấy xin rất nhiều đứa khoanh xin <laughs> Cái này chẵn không phải Cái 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 lại vừa xin vừa cốt Cái này không chẵn không lẻ Cái cái cốt này là chẵn Cái xin bình này cũng chẵn như vậy khi B này là chẵn theo loại trừ đáp án nó sẽ là A. À, cốt của B 2 cộng X theo tính chất uh, lệch nhau 90 độ. Thực ra không nhất thiết phải là phụ chéo, chỉ cần biết là cứ lệch nhau 90 độ thôi là cốt và sin nó chuyển hóa lại ngược về nhau. Như vậy, ở đây các hàm số đều thỏa mãn tuy là tập đối xứng rồi, nhưng cốt của B 2 cộng X theo tính chất lượng giác nó sẽ bằng trừ sin X. Mà rất tiếc là các em thân mến là cái cốt này tuy chẵn nhưng mà dính vào cái ông lẻ này là nó sẽ lẻ. Như vậy là các em cần phải khoanh đáp án A. Đáp án A. Được chưa nhỉ? Theo sự phân tích của thầy. Được chưa? Có hiểu không? Đó, D chẵn còn C là không chẵn không lẻ, B chẵn. Được chưa? A là lẻ, chính xác. Đáp án A. Đấy. Thầy chỉ cần tư duy đơn giản vậy thôi. Không cần phải làm cái gì cả. Đấy thực sự nó mới em phải học chắc kiến thức. Được chưa? Giống như thầy ấy. đó, rất là nhanh. Cố gắng mà nghe được chưa nhiều chỉ có một vài bạn nào mà học chắc rồi thì nó sẽ trả lời nhanh thôi còn những bạn bình thường ha thầy nghĩ là các em cố gắng uh, tập trung một tí là sẽ ổn đó được chưa nhìn là thấy là biết luôn tiếp tục nhé cho hàm số y bằng hai lần cốt của góc x trên hai mệnh đề nào sai đọc kỹ nhé, đọc từ từ thôi đọc từ từ thôi nào từ từ hình ở đoạn sau ấy cứ ôn từ từ bình tĩnh tôi còn chưa vội anh chị vội gì hình như còn đoạn sau ấy không phải vội cứ bình tĩnh mà làm được chưa chúng ta cùng phân tích nhé đây là cốt của x trên 2 đây chẵn đúng rồi giá trị lớn nhất bằng 2 đúng là cốt này lớn nhất bằng một như vậy lớn nhất thì bằng hai ở ờ. chu kỳ bằng pi đúng không chắc không chính câu sai là câu c vì với hệ số chỗ này là 1 phần 2 Theo công thức chu kỳ thầy có dạy các em Thì cách tính chu kỳ sẽ là Em lấy chu kỳ gốc của sin cốt là 2 pi em chia cho hệ số 1 phần 2 Lúc này em phải ra 4 pi cơ Đáp án C chính là đáp án sai chính xác Còn đây là hàm chẵn thì tất nhiên đồ thị của nó sẽ đối xứng qua trục tung Lên câu D là câu đúng Câu này phải nắm rất chắc bản chất về à, hàm số mới có thể làm được Không quanh bừa được đâu Rồi 17 là đi qua nhanh nhá Ok 18 hàm số nào là tuần hoàn câu này cũng là tặng điểm rồi câu này chúng ta chốt qua hàm số tuần hoàn trong chương trình học của em hầu như chỉ xét các hàm lượng giác các hàm số thuần lượng giác được chưa lượng giác thuần ấy thế nào là lượng giác thuần có hiểu không lượng giác thuần lượng giác thuần ở đây đáp án chỉ có thể đáp án b lượng giác thuần còn đáp án a c d là theo cách thầy hay nói đấy là chè thập cẩm được chưa hay còn gọi là cắm heo cũng được <laughs> cắm heo được chưa nó, nó như cắm heo ấy được chưa cắm heo nên nên nó nên nhân trả phải cộng thì không mà chia thì nó lại càng ngu thế nên là cắm heo rồi thôi bỏ qua nhé nếu người ta hỏi chu kỳ tuần hoàn của ông này nếu tuần hoàn thực sự thì chỗ này chu kỳ của nó sẽ là bi chia ba bây giờ đáp án b được chưa đáp án b chuẩn chính xác rồi đấy tư duy rất nhanh 19 hàm số nào có chu kỳ tuần hoàn nhỏ nhất Bây giờ câu này ôn lại một chút thôi, mỗi một câu thầy đi thầy quét qua các dạng một tí thì các em tính cho thầy lần lượt các chu kỳ của các ông này. Xem ông nào nhỏ nhất. Bình tĩnh nhá, những câu này không không quá khó. Được chưa? Được chưa? Ai mà học các cái bài giảng của thầy mà chắc cốp rồi ấy, những câu này là yên tâm là 9 cộng thoải mái. Tức là ý thầy muốn nói là kiểu gì là sau đề này cái là 9 cộng. Mặc dù khó như thế, được chưa? Và những bạn xung quanh kiểu gì nó cũng sẽ thét lên Thằng này không phải là người nữa rồi <laughs> Ngày xưa mình chín cộng cái này mà cái là Bọn nó bên cạnh nó bảo là Không hiểu là người hay là trâu là bò Chứ không phải là người nữa rồi <laughs> Đáp án cần chọn của câu này Đó là đáp án A Chúc mừng các bạn nào chọn A Vì Chu kỳ của của đáp án Chu kỳ của sin 4x là 2 b chia 4 là B chia 2. Thế nhiều bạn còn các em có biết chu kỳ của cốt bình không? Thầy gợi ý một chút. Nếu các em gặp sin bình cốt bình, các em gặp các cái mũ to ấy thì các em phải hạ bậc nó đi. Vì thầy chỉ dạy các em đưa tất cả về sin cốt bậc nhất, không dạy các em là các cái bậc mũ mũ cao là phải hạ bậc. Như vậy, khi mà chúng ta áp dụng hạ bậc cho cốt bình thì các em sẽ thu được 1 cộng cốt 2x. Ôi giời, mũi đâu, bay mũi. Rồi. 1 cộng cốt 2x tất cả chia 2 như vậy trong đó có sự xuất hiện của cốt 2x mà cốt 2x thì lúc này chu kỳ của em sẽ là 2b chia 2 là bằng b thôi các em cẩn thận nhé rồi câu c thì chỗ này có hệ số chúng ta lấy trị đối chỗ này hệ số 1 như vậy vẫn là b và chỗ này có hệ số 1 phần 4 thì chỗ này các em có 4 pi bởi vậy chu kỳ nhỏ nhất là đáp án a đúng rồi giỏi lắm pi chia 2 chính xác các em chọn A là chuẩn rồi đấy. Được chưa? Tiếp tục, chúng ta đến với câu hỏi 20. Phương trình nào sau đây là vô nghiệm? Các em bình tĩnh khi xử lý một số cái này. Các em phải nhớ được điều kiện có nghiệm của một số cái phương trình quan trọng. Ở đây chúng ta cùng phân tích nhanh. Nào, phương trình đầu tiên sin x bằng âm 1 phần 2 thỏa mãn là nằm trong âm 1 đến 1 nên phương trình đầu là có nghiệm, đừng khoanh. Phương trình B lấy máy tính bấm 2, à, 2 1 3 trong máy tính có cái này Thấy máy tính vẫn hiện ra nghiệm nằm trong đoạn 1 đến 1 Chắc chắn phương trình B có một nghiệm cốt Tức là nếu các em đặt T là cốt thì kiểu gì cũng sẽ có một nghiệm đó là T bằng 1 Như vậy phương trình này vẫn có nghiệm Với phương trình tang Phương trình tang và cô tang bằng M luôn có nghiệm Vậy loại trừ đáp án chỉ còn có thể là D Phương trình này vô nghiệm vì sao? Vì A bình cộng B bình nhỏ hơn C bình là vô nghiệm. Câu này sẽ thường và chắc chắn là có trong thi. Các em nhớ nhé. Đó. Câu này học rất quen. Đáp án D. Thấy nhỏ hơn chưa? Nhỏ hơn cái biết ngay vô nghiệm. Ok rồi. Chuẩn rồi. Hai chục là đã đi qua. Biết bao mùa xuân đi. Đã bao mùa xuân đi qua. Xuân tới gia đình người ta. Xin phép gia đình mẹ cha. Mới cưới em thì làm dâu Rồi Nào học đi nào Câu 21 nào 21 được chưa Người ơi anh đón em về kết tình trăm năm Nào câu này nào câu này Câu này thầy cũng đã từng dạy các em cách giải rồi Nếu mà các em giải bình thường bằng tay Thì các em chuyển sin 3x bằng cốt x cho thầy Sau đó em sử dụng công thức phụ chéo Thì cốt x các em sẽ biến đổi thành sin của b chia 2 chữ x Đấy là cách giải bình thường nhất còn ngoài ra, chỗ này nếu bạn nào biết bấm máy tính nhanh thì thầy cũng sẽ cho phép các em sử dụng calc. Được chưa nhỉ? Trong máy tính có can một cái, em chuyển về à chuyển máy máy chuyển rồi nhỉ? Bây giờ em can lần lượt cho thầy các nghiệm này giúp thầy nhé. Đây là câu này may mắn một tí nữa. Can cho thầy là b chia 8 này, b chia 4 này để xem có thỏa mãn hết không? Thỏa mãn rồi ta sẽ loại trừ tiếp. Lớ, nhớ là khi thử các họ nghiệm mà có cái đầu này giống nhau thì thử cho thầy từ cái chu kỳ nào mà nhỏ nhất nhé hiểu không thì thử giúp thầy nhé ai mà giải nhanh được ý, thì ok còn ai mà không biết thì có thể thử nghiệm nhanh chỗ này thực ra câu này mà là cho điểm rồi đừng có bảo với thầy là thầy ơi có hai đáp án đúng nhé không có chuyện ý đâu ạ à. hiểu chưa rồi đáp án cần chọn của chúng ta ở đây em để ý nếu giải cẩn thận thì chỗ này chúng ta sẽ viết thành sin của b chia chữ x sin u bằng sin v như vậy u bằng v và u bằng pi trừ v các em sẽ giải ra đó là đáp án c bi chia 8 chỗ này giải rất là quen với các em rồi bi chia 8 cộng k bi chia 2 và bi chia 4 cộng k pi các em có ra đáp án c không u bằng v và u bằng pi trừ v nhớ chưa đó đáp án c như vậy khi mà các em bấm vào máy tính thì thầy nghĩ là kiểu gì P chia 8 và P chia 4 khi mà các em can vào đây một cái thì biểu thức này chắc chắn nó sẽ ra không. Như vậy chứng tỏ là chỉ có CD đúng. Thế thì theo kinh nghiệm thầy đã dạy các em ấy thì với hai cái đáp án này em sẽ phải thử từ chu kỳ nhỏ hơn. Thì đáp án C của các em có chu kỳ nhỏ hơn, em sẽ thử từ ông này. Thí dụ em sẽ can cho pi chia 4 cộng pi. Em thấy đúng rồi, em khoanh C luôn đi về. Nhớ chưa em không cần thử hai pi nữa. Thử theo trình tự từ nhỏ tới lớn nhé. Khẳng định lại một lần nữa như thế. Nhớ chưa? Không may lại bảo thầy ơi, khoanh cả hai đáp án là điên đấy Là coi chừng là điên luôn đấy Là điên đấy Hay hay Được chưa? Hay hay Nào bắt đầu nhé Đúng rồi, thực ra đây này, một số bạn đang bảo là Thầy ơi, uh, bấm máy tính uh, Thì uh, mất chất Thực ra thì cũng tùy Nói chung, theo thầy, luôn luôn là Linh hoạt trong các trường hợp Biết được lúc nào, tùy cơ ứng biến đấy là cái quan trọng nhất dĩ bất biến ứng vạn biến đấy giống như bác hồ nói đấy được chưa luôn linh hoạt sáng tạo trong mọi trường hợp đấy là cái quan trọng nhất có tất nhiên mình muốn có bản mình muốn có kiến thức mà tốt thật muốn nâng hẳn cao trình độ mình nên tập làm các thứ uh, nó chính xác nhưng mà nên luyện tập làm nhanh đi một tí còn về sau luyện tập nếu mà bấm máy tính thì kiểu gì các em cũng sẽ bấm được quen thôi nhưng mà không có mùa xuân ấy nếu như mà nhiều bạn mà muốn về sau điểm cao mới cả học các cái trường mà nó khó hơn hoặc là thầy cô ra bài nâng cao hơn mà mãi như thế thì nó sẽ làm mất tư duy. Đó nhiều khi nó cũng cũng hơi 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 làm cho mình bị mất tư duy thật. Điều này thầy phải công nhận. Đó, như vậy là các em cứ linh hoạt cho thầy. Thầy nói như thế để cho thực ra các bạn nào yếu nó vẫn ăn được điểm. Chứ biết đâu nhiều cái nó không giải nhanh được thì sao? Thì biết được thêm cả hai thì càng tốt. Nhớ chưa? Câu này <laughs> Câu này ai biết bấm rồi thì cứ bấm bình thường Không có gì thắc mắc Ở đây thầy muốn các em giải phương trình bình thường Để tìm ra các nghiệm trong đoạn này À trong khoảng này Thì chúng ta giải phương trình này bình thường thôi Đây chỗ này để thầy nói nhanh một chút Vì phương trình này không quá khó Các em chuyển vế sang để đưa về dạng sin bằng sin Nhưng do chỗ này có dấu trừ Như vậy dấu dấu trừ này của sin ấy, em tống nó vào trong em sẽ viết cho thầy thành pi chia 4 trừ x nhá đảo nó đi và một cái là u bằng v một cái là u bằng pi trừ v pi trừ v được không nhỉ đó em lấy pi em trừ pi chia 4 em sẽ còn 3 pi chia 4 và đổi dấu còn cộng x cho thầy đây là thầy hướng dẫn cẩn thận để nếu mà có rơi vào tự luận thì cứ làm bình thường thôi nhiều trường nó vẫn 50-50 hoặc là 73 mà cố gắng ăn điểm giúp thầy nhớ chưa không được bỏ rất là vui có một cái phương trình nào đó như là cái phương trình dưới phương trình dưới là cái x này nó lại bay sạch <laughs> có thấy x bay sạch không ôi trời ơi x bay sạch thế là không còn tìm kiếm được em trên cuộc đời này nữa rồi như vậy chỉ còn có giải được phương trình trên thôi đó là x bằng kpi mà x bằng kpi người ta lại nói với em là các nghiệm nằm trong khoảng từ 0 đến 4 pi như vậy k của em sẽ nhận các giá trị đó là từ 1, 2, 3 là chúng ta đang kiểu giải đại số đấy chúng ta sẽ có ba nghiệm là 1 pi 2 pi 3pi Bài này hai cái đầu này các em không lấy Tổng của chúng ta sẽ là 6pi Đáp án B B Chúc mừng các bạn nào ra đáp án B chuẩn rồi đấy Chúc mừng Không quá khó đâu bình tĩnh Được chưa Tiếp tục 23 khẳng định nào là sai Chúng ta đọc kỹ từng câu 1 Phương trình cốt bằng A chỉ có nghiệm với A thuộc đoạn trừ 1, 1. Đúng không? Câu 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 này đúng đấy, câu này đúng, chuẩn rồi. Tăng x và a chỉ có nghiệm trong đoạn trừ 1 1 có thật không? Sin x và a chỉ có nghiệm trong đoạn trừ 1 1 hay cô tăng x bằng a có nghiệm với mọi số thực a? Ở đây, chúng ta nhanh chóng chọn được đáp án. Đây rất nhiều bạn trả lời là B, thầy chúc mừng. Phương trình tang này luôn có nghiệm với mọi a. Không bị hạn định. Nó phải giống cô tang cơ. Nên vậy câu này chúng ta chốt nhanh. Đó, sin cốt thì mới trừ 1 1, còn tang cô tang thì mọi giá trị đáp án phải là B B chính xác, giỏi lắm ừ. Tiếp tục luôn 24 Giải nhanh cho thầy phương trình cốt 2x cộng cốt x trừ 2 bằng 0 Ở đây thầy muốn nhắc lại một cái công thức lượng giác đó là Cốt 2x thì chúng ta sẽ phân tích đưa về cốt bằng cách dùng công thức là 2 cốt bình trừ 1 Cái dạng này rất hay gặp Các em ngó kỹ đáp án rồi comment nhanh hộ thầy nhé rồi, nhìn kỹ đáp án nhanh hộ thầy. Như vậy, trong trường hợp này, chúng ta sẽ giải rất nhanh. Đây, cả cả lớp nhìn nhanh giúp thầy nào. 2 cốt bình trừ 1 cộng cốt rồi trừ 2, tức là 2 cốt bình cộng cốt trừ 3. Các em sẽ bấm ra hai nghiệm, một nghiệm là 1, một, một nghiệm là âm 3 phần 2. Thì cái 1 này là ok, là cười tươi. Cười tươi. Còn trừ à, 3 phần 2, thì cái này tất nhiên là âm 1,5 thì thôi là, là gọi là quá đáng rồi, cái này loại, cái này lượn luôn. Cái lượng nhanh. Đó. Như vậy với phương trình này chúng ta chỉ giải ra đó là K2B. Kem cũng sẽ ra B. Cũng rất là nhanh thôi. B. B chặt. B chặt. Chính xác. Câu này thầy muốn Kem ôn lại một chút về công thức. Nếu Kem thuộc công thức làm cũng rất là nhanh. Không cần phải thử thách gì nhiều. Và bạn nào thích thử cũng được. Tùy nhá. Đó. 24 đã đi qua. 25. <laughs> tìm M tiếp đây. có bắt đầu tìm M bắt đầu sợ. Tìm M để phương trình này có nghiệm. 2m cộng 1 tất cả sin x trừ m rồi cộng 1 bằng 0. Phương trình này có giải được không? Nào. Bây giờ các em sẽ giúp thầy rút cái sin x này ra và đưa về dạng cô lập m. Nhưng trước khi cô lập m, thầy muốn các em thay thử cho thầy xét cái trường hợp đó là m bằng âm 1 phần 2. Các em đừng quên, đừng chia vội, các em chia vội là sai đấy. Có những bài Ờ, chỗ này biết đâu m bằng âm 1 phần 2 nó vẫn thỏa mãn thì sao nên là các em đừng quên ở đây tôi nhận ra nếu m bằng âm 1 phần 2 thì phương trình này không thỏa mãn thật như vậy tôi chia thoải mái nhưng mà tùy bài thôi nhé có những bài nó thỏa mãn thì em đừng quên em vẫn phải lấy nó như vậy giúp thầy là chúng ta sẽ chia xuống rồi giải điều kiện là xong bài này có vẻ hơi vui về mặt đại số đây đây bài này chia được chuyển vế sang là thành m 1 một đúng không cả lớp chuyển vế sang là thành m trừ 1. Như vậy chúng ta sẽ có m trừ 1 chia cho 2m cộng 1. Cả lớp nhớ là điều kiện có nghiệm các em sẽ phải lấy trị tuyệt đối bên này nhé. Trị tuyệt đối mới là chuẩn. Không quá khó đâu, bình tĩnh giải từ từ. Trị tuyệt đối của cái này nhỏ bằng 1. Cho thầy hỏi cách giải nó như thế nào vậy? <laughs> nhớ cái câu đơn giản không nói câu này như giải nào? hỏi tí giải nào đấy? Câu này giải nào? Nào bây giờ giải cái này lớp 10 đi nhá, chứ không phải là lớp 11 đâu. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp là bây giờ các em sẽ bình phương y vế lên có chị đối bình phương y vế lên. Do mẫu của em đã đặt điều kiện giả sử là mẫu khác không rồi nhá, giả sử em đặt thêm vào. Thì em nhân chéo lên, các em sẽ có m 1 bình nhỏ hơn hoặc bằng 2m 1 tất bình. Các em phân tích tung tóe cái hằng thức này ra. Xem thầy phân tích đúng chưa? Rồi và các em chuyển vế đi một tí thì chúng ta sẽ thu được giống thầy đó là 3m bình cộng 6m lớn bằng 0 Chỗ này các em đều làm được Ở đây chúng ta có rút gọn cho 3 là m bình cộng 2m lớn bằng 0 Vậy m của em làm ngoài làm ngoài ngoài đoạn đúng không? Ngoài ngoài đoạn à, ngoài khoảng. Đó là nhỏ hơn hoặc bằng -2 hoặc lớn hơn hoặc bằng 0. Chỗ này rất dễ rồi, chỗ này có thể xét dấu nhanh hoặc là bấm máy tính cũng được. Đáp án cần chọn là D. Chuẩn xác D. Bình tĩnh giải. Xong. Ngoài ra, nếu bạn nào mà thích thay thử đáp án thì chúng ta có một cách nữa, đó là em thay thử giá trị m bằng 0 và giá trị m bằng âm 2. Em thay vào giúp thầy xem thỏa mãn không. Nếu thỏa mãn có nghiệm là ok thì em sẽ thử tiếp giá trị âm 1 phần 2. Thì em sẽ thấy là âm 1 phần 2 này rất có thể là nó gì đó, nó bị loại. Âm 1 phần 2 chắc chắn bị loại rồi. Đây là âm 1 phần 2 chắc chắn bị loại. Đấy. Hiểu không? Đó thì em sẽ tư duy em sẽ cũng cũng có thể ra được đáp án đi. Đấy là trong trường hợp nếu như đề người ta cho mình đáp số. Đó. 26. Câu này bình tĩnh nhá Được chưa? Chúng ta tập trung để ý vào một số câu này cho thầy một số câu của chữ tham số nhé. Một số một số câu của chữ tham số. Được chưa? Nào. Có tất cả bao nhiêu số nguyên m để phương trình sin x cộng cos x cộng 2 lần sin x x cộng 1 bằng m là có nghiệm. Rồi, với phương trình này ở đây các em nhìn ra phương trình có sự xuất hiện của tổng tích sin cos. Đây là sin cộng cos và đây là sin nhân cos. Đây là dạng phương trình đối xứng. Đúng không? Ở lớp có bạn nào học phương trình này không? Trong bài của thầy ngày hôm nay là nó sẽ quét qua được đầy đủ tất cả các cái dạng phương trình mà các em đã học. Thì với dạng này, nếu mà các em để ý thì cách giải của chúng ta sẽ là đặt T. Đặt T là sin cộng cos các em sẽ bình phương hay vế lên và các em sẽ rút được à, à, các em nhớ công thức lượng giác hai sin cốt chính là sin 2x. Như vậy chúng ta có thể dễ dàng rút được sin 2x ra bằng cách chúng ta bình phương hai vế lên. Thế thì sin bình cộng cốt bình bằng 1 rồi thì nó sẽ cộng với hai sin cốt thì hai sin cốt đó em rút ra nó sẽ bằng t bình trừ 1. Và lúc này phương trình của em đưa về dạng đó là t bình à tức là t t bình cộng t Tại vì anh chàng này là T bình trừ 1 tí nữa cộng 1 là nó mất Như vậy là T bình cộng T bằng M Và các em nhớ điều kiện của sin cộng cốt tức là điều kiện của T ấy, Thì phải nằm trong đoạn từ trừ căn 2 đến căn 2 Chỗ này không phải là trừ 1 đến 1 đâu nhé đó Và rất nhanh chóng các em có thể lấy máy tính bấm luôn Bạn nào thích thì có thể bấm luôn cho thầy Cái giá trị lớn nhất nhỏ nhất của T bình cộng T trên đoạn này Thì cũng sẽ khá là nhanh Các em sẽ đọc được kết quả được chưa? Mọi người bấm nhanh giúp thầy chỗ này để đọc luôn giá trị lớn nhất nhỏ nhất của nó trên đoạn trên đoạn trừ căn 2 căn 2 là xong. Đấy là điều kiện có nghiệm. Như vậy, chúng ta tính một số giá trị chẳng hạn nhé. Nếu tại đỉnh của parabol đó là đỉnh tại cái đỉnh của cái hàm số bậc 2 này là âm 1/2 nhé, em thay vào em sẽ ra âm 1/4. Tại âm căn 2 em thay vào là bằng 2 trừ căn 2. Và tại căn 2 em thay vào đây thì nó sẽ là bằng 2 cộng căn 2. Người ta nhận ra rằng giá trị lớn nhất của chúng ta sẽ là 2 cộng căn 2. Nếu mà các em vừa máy tính cũng được nhưng mà nó hơi lẻ. Nó sẽ là khoảng 3,7. À đó 3, mấy nhỉ? Căn 2 là 1, phải... căn 2 là 1,4 à? Như vậy cộng 2 vào em ra khoảng hình như khoảng 3,4 gì đó xem phải không? Cả lớp có ra thế này không? Chỗ này khoảng 3,4. Còn chỗ này thì là có âm 0,25 thôi. Như vậy các em sẽ có các giá trị mờ nguyên trong đoạn này là 0, 1, 2 3 chọn B nhé. B mọi người ạ, à. mọi người B nhé. B B B. Em có ra B không? Chuẩn rồi, B B B. Chốt 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 B. Mọi người có ra B không nhỉ? Ok chính xác rồi đấy, giỏi lắm. B được chưa? Không, chỗ này không có gì khó cả. Chỗ này nếu mà làm tự luận không có gì là nhanh cả, chỗ này giảng rất từ từ rồi, thầy có dặn rồi, đây là nó giống tương tự như những câu đầu tiên thôi mà. Đây chỉ là tìm điều kiện có nghiệm thôi thì em đi tìm mắc min của vế trái thôi. Đây là thầy giải từ từ thì thầy sẽ tính giá trị tại đỉnh parabol là 1. Và tại hai cái A và B này là hai thầy thay số. Còn các em có thể bấm table luôn cho về bên trái. Trong đoạn trừ căn 2 đến căn 2, em biết là cái T này thì em biết là điều kiện lớn nhất là đây là một căn bậc 2 của một bình cộng một bình là căn 2 mà. Học từ đầu rồi chẳng nhẽ còn không biết cái cách tìm chỗ mắc chỗ này đấy, thế em để em em có thể bấm luôn cũng được, nó sắp xỉ chỗ này là 3, mấy đấy, còn chỗ này là âm 0, phải mấy thì chúng ta sẽ có bốn giá trị nguyên. Câu này chúng ta uh, suy nghĩ cẩn thận, không quá khó đâu, làm được. Có điều là cái dạng phương trình này có nhớ được không thôi? Bấm máy ra bao nhiêu đây? Em em có tính được không? Có ra b không các okay, em? Nếu mà thầy mà có bấm mà nó sắp xỉ mà nó sai lệch chỗ nào đó thì tự 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 tự, tự sửa giúp thầy nhá. Đấy nó sai thì mình sửa thôi. Không có gì đâu? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Tiếp tục. 27. Với giá trị nào của m thì phương trình à, 3 sin bình 3 sin bình x cộng m lần sin x trừ 4 lần cốt bình bằng 0 phương trình này có nghiệm khi nào? Giải phương trình này lúc nãy chúng ta học như thế nào nhỉ? Chúng ta chia hai trường hợp ra. Đây là bài toán có nghiệm của nó. Nếu trường hợp Cốt x bằng 0 thay vào đây thì chắc chắn không thỏa mãn. Như vậy chúng ta chia luôn và đưa phương trình này về phương trình ẩn tang với điều kiện có nghiệm là delta lớn hơn hoặc bằng 0. Khi mà các em đưa về phương trình ẩn tang thì các em chả có cần điều kiện gì nữa vì tang nó đâu có tang x thì nó lại xét trên toàn tập R cả lớp có công nhận. Cái giá trị của tang ấy thì cái miền giá trị của nó là xét trên toàn tập bởi vậy các em chỉ cần đặt điều kiện trong bài này đơn giản là delta lớn hơn hoặc bằng 0 thôi là chuẩn đấy. Đấy, mỗi một bài nó hơi khác nhau một tí. Như vậy ở đây chúng tôi giải được như sau. Bài này các em sẽ giải được là đáp án D, đó là luôn đúng với mọi m. Bây giờ chúng ta thử, thử xem nhá. Do cos x bằng 0 không thể thỏa mãn được. Vì lúc đó sin bằng 1 nhưng mà sin x này là hai sin cos mà, như vậy cái này không, cái này không thì trái nó trái phải nó khác nhau. Như vậy phương trình này chia đều tất cả cho cốt bình. Ta được 3 tăng bình cộng 2m tăng. Cái 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 sin x này phân tích ra hộ thầy là 2 sin cốt nhé. Ừ, thầy vừa nói lúc nãy rồi. Như vậy chúng ta sẽ có trừ 2m tăng trừ 4. Các em tính cho thầy delta phẩy xem nào. Thì chúng ta sẽ thấy ngay chỗ này là hai chúng ta sẽ thấy là m bình cộng với 12 B phải bình trừ AC. À, chúng ta đã chứng minh được là cái delta phẩy này lại luôn dương với mọi m. Nên không cần giải nữa. Khẳng định được luôn là phương trình luôn có nghiệm thật. Công nhận. Đấy. Phải sáng suốt tư duy chỗ đó một tí. Giải cẩn thận nhé. Giải cẩn thận thế là xong. 27 là ok rồi. 28. Phương trình hai uh, xin bình. Chả biết hết lượng giác chưa ấy nhỉ. 28 này. 2 xin bình. Uh, trừ 5 xin cốt. Trừ cốt bình. Cộng 2 bằng 0. Phương trình nào có cùng tập nghiệm với phương trình này? <laughs> Trời ơi Nào giải thử cho nào Bây giờ mình phải làm thế nào Phương trình này em để ý nhé Chúng ta chia đều luôn cho cốt bình đi Xem đưa được về phương trình Thầy nghĩ là chắc đưa về phương trình đang nào đó ở đây rồi Suy nghĩ một tí Có một cách thầy dạy này Thầy, thầy dạy một cách biến đổi tương đương để ra luôn nhé Xem bước đầu tiên em chia thử đi Chia thử xem gia tăng nó có ra thế này không Hoặc là cái hai này này Người ta có thể viết thành 2 nhân 1 thì chính là 2 nhân với sin bình cộng cos bình cũng được. Có nhiều người người ta còn dùng phương pháp này cơ. Thưa thầy, cái 2 này nhá, mình viết thêm thành 2 sin bình cộng 2 cos bình được không? Cách 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 này được đấy. Thì khi mà viết được cách này thì sẽ biến đổi được thành một cái phương trình khác. Đây cũng là một cách rất là hay. Được chưa? Thì cả lớp để ý nào. Đây. Phương trình này cos x bằng 0 không thể thỏa mãn vì thay vào đây chúng ta thấy ngay là 2 cộng 2 thì không thể bằng 0. Như vậy chia xuống thì là ở 4 4 tang bình trừ 5 tang cộng 1. Tại vì cái 2 này này em có thể viết thành giống thầy. 2 chuyển sang 2 2 cộng 2 bằng 4 mà. 2 tiếp 2 trừ 1 còn 1 này cả lớp hiểu ý của thầy không? Hiểu như thế cũng được. Đấy Thế thì đáp án cần chọn là C. C là một phương trình tương đương với nó. Em dùng cách này ở đấy đúng rồi đấy, cách này. Hình không gian yên tâm là từ tuần sau trở đi nhé tại vì rất nhiều trường người ta cũng không thi hình không gian nếu có thi uh, nếu có thi thì người ta cũng chỉ hỏi mấy cái phần đầu tiên đơn giản như là tìm uh, nhanh giao tuyến giao điểm thôi thì các em có thể bạn nào mà muốn học hình không gian em tìm lại cho thầy các cái bài giảng uh, hình về giao tuyến giao điểm thiết diện các thứ ở trên mạng của thầy cũng đã có rất đầy đủ rồi trên khóa học của tuyển sinh cũng có nữa người ta có thể tự ôn trước chính ra trách nghiệm hình không gian dễ lắm nhìn nhận biết một cái dễ hơn đỡ phải trình bày còn nhiều trường người ta có thể cho tổ hợp xác suất này thì các em nên ôn cẩn thận một tí được chưa chúng ta đến với các câu hỏi còn lại là trong tổ hợp xác suất nào những bạn nào mà lúc nãy chúng ta đang chờ đến học cái phần tổ hợp xác suất các em để ý vào đây thầy sẽ cho một số câu tiêu biểu của cái chương này Được chưa những câu tiêu biểu đầu tiên thôi người ta chưa hỏi quá khó đâu yên tâm nào chúng ta đến với những cái câu tiêu biểu về phần này nào đơn giản Chắc chắn là các em học quy tắc cộng, quy tắc nhân và trình hợp tổ hợp rồi Để chắc là chúng ta làm một vài câu phần này gọi là tráng miệng cho nó vui nha. Yeah. Một lớp có 20 nữ và 15 nam Hỏi có bao nhiêu cách chọn một bạn làm thủ quỹ Eo chọn một bạn là dễ quá rồi Vậy là dùng quy tắc gì các em? Quy tắc cộng, chính xác Chọn một bạn không nữ thì nam Được chưa? Không nọ thì kia đúng không? Cộng lại thôi là xong thôi Cách này thì nhiều bạn đã biết rồi Quy tắc cộng 35 cách chọn một bạn làm thủ quỹ đáp án C chính xác rồi cô này đi qua rất nhanh cô này thì đơn giản cho điểm mà 30 bạn Hiền có 5 cái áo trắng khác nhau và 6 cái váy khác nhau hỏi Hiền có bao nhiêu cách chọn một bộ đồng phục gồm một váy và một áo để mặc đi học ở trong các em người ta có mặc váy không mặc váy hay là mặc áo dài không được chưa ở ngoài này thấy thấy tùy trường thôi được chưa tùy trường thôi mặc váy nghe có vẻ trông cũng xinh nhỉ nhưng mà rời lệnh này mà mà, mà mặc váy thì chắc rét lắm rời <laughs> lệnh ngoài hà nội này mà mặc váy thì rét lắm rồi gió lùa hưu hắt một cái thôi rồi thôi sợ lắm được chưa thực ra ngoài này các bạn nam thì các bạn ấy càng tức là mặc váy mà các bạn ấy thấy mà thấy các bạn nữ mặc váy càng càng uh, gió thổi càng mạnh Ở ngoài này các bạn nam nó càng thích được chưa được chưa, được chưa? đúng không đấy rồi Em Hiền không Thầy ơi em tên là Hiền đây em không mặc nha Cái <laughs> em Không có nhẽ em không mặc gì <laughs> Thôi tôi chịu rồi Được chưa? Các bạn các em thân mến Chọn một chọn một bộ đồng phục gồm một váy và một áo Chúng ta phải trải qua hai bước Bước 1 chọn một áo Thì chúng ta có 5 cách Bước 2 chọn tiếp một váy Chúng ta có 6 cách một công việc thực hiện bởi nhiều bước, chúng ta nhân các công đoạn lại, nhân các bước lại, dễ quá quý nhân đúng không? Như vậy là Hiền có thể phối ra 30 bộ đồng phục khác nhau. B. Ở đây đừng 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 ai dây thừa nhá, dây thừa tí nữa tính sau, dây thừa là là xếp người vào vào ghế hoặc là xếp người theo hàng thẳng cơ. Đấy là bài toán xếp hàng, xếp chỗ cơ thì mới dây thừa. Ở đây không có thừa thải gì ở đây ở, nhớ nhá. Đừng 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 đứa nào ở đây dây thừa mới gáy thừa là thôi chết luôn đấy. Được chưa? Ờ, nhiều trường thầy thấy nhé. nhiều trường như các trường Ví dụ nhé, có một số trường cũng có một số trường quy định là mặc váy hay là mặc quần đều được mà, được chưa? Hay lắm. Thực ra đấy cũng là một nét đẹp. Được chưa? Thầy thiết nghĩ có một số thầy đã từng đọc một số bài người ta bảo là có nên về sau để cho cả các bạn nam cũng mặc áo dài không nhỉ? Có nhiều áo dài đẹp lắm. Đấy cũng là một nét đẹp văn hóa đấy. <laughs> Nhưng mà bạn nam mặc váy thì không được. <laughs> Còn mặc áo dài theo kiểu kiểu mới, ấy, kiểu hiện đại nó kết hợp cả cũ cả mới cả hiện đại cả, cả 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 cũ nhiều khi rất đẹp cả truyền thống đẹp lắm một số trường hà nội người ta làm được điều đó rồi nhìn chung thích lắm đó thích 31 được chưa 31 được chưa nhiều đứa rồi chưa chắc mặc vé đã mặc được đâu rồi hiểu cứ tưởng mặc vé mà được à? <laughs> mặc vé mà được à? <laughs> tưởng dễ à? 31 xếp năm bạn nam và năm bạn nữ thêm một hàng thẳng thì có bao nhiêu cách kìa xét thì một hàng thẳng thôi nhá nghe kỹ <laughs> nghe kỹ này một hàng thẳng nhá không hề nói hai hàng đâu đứa nào hai hàng mà có ai chọn d không chọn d thôi tỏi rồi nó nói một hàng nhá bao nhiêu người nam nữ ở đây quan trọng đâu chỉ cần biết là 10 người còn bao nhiêu nam bao nhiêu nữ gì đó kệ chẳng quan tâm nói này cho đầy đủ thôi xếp thành một hàng thẳng thì chúng ta có n phần tử xếp thành một hàng thẳng n chỗ mỗi người một chỗ thẳng hàng ấy chúng ta có n dây thừa cách n dây thừa Ôi nhưng mà 10 giây thừa đâu bằng 120 đâu nhỉ chết quên Nên là bối rối sơ suất xin phép được lượng thứ Được chưa Chỗ này không liên quan đâu nhá Chỗ này không liên quan đâu nhá <laughs> hôm qua mình lại tính hiểu gì Mình lại soạn ra 120 nhỉ à, lúc hôm qua thầy đang bấm thử ra 5 giây thừa 5 giây thừa 120 quên mất ghi cả vào <laughs> 10 giây thừa to lắm Người ta không cần tính Được chưa Quên mất chỗ này đừng 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 nhìn vào đây nhá Đừng nhìn vào đây Tiếp tục tiếp tục 32 32 cho thầy Một người đi vào một cửa hàng ăn Người đó chọn một thực đơn gồm 3 món ăn trong 5 món 2 loại quả trong 5 loại quả trắng miệng Và một loại nước trong 3 loại nước uống Hỏi có bao nhiêu cách chọn một thực đơn Câu này làm thế nào vậy? Để cho cho học rồi đúng không? Chấm than là dây thừa ấy Bạn nào học đến chưa? Chắc là các em học đến rồi nếu thi mà có rơi vào phần, này thì chịu khó làm cẩn thận một tí là điểm cao Còn ai mà không có thì càng mừng chưa? Được chưa? Dây thừa ấy, dây thừa nó nhân lùi xuống ấy 10 dây thừa theo định nghĩa là nhân lùi xuống là 10 nhân 9 nhân 8 nhân 7 nhân 6 nhân 5 nhân 2 nhân 1 ấy Nó nhân lùi xuống đến khi nào còn 1 thì thôi Đấy là định nghĩa về n dây thừa đấy Sách giáo khoa có À xem bài giảng chỉnh hợp tổ hợp trên uh, youtube của thầy có nhé Xem đi Nhớ chưa? Có đấy Bài này muốn thành lập được một thực đơn thì các em sẽ phải trải qua ba bước. Thầy nhưng mà quan trọng là dùng chỉ hợp với tổ hợp đấy. Nào dùng chỉ hợp với tổ hợp nào? Bài này chắc chắn rồi, bài này dùng tổ hợp. Tại vì người ta chọn các món xong, người ta chọn hai món trong năm món, người ta không hề nói chọn cái gì trước, chọn cái gì sau, cũng không hề nói là phải có thứ tự, đúng không? Không hề nói thứ tự trước sau. Như vậy chúng ta dùng tổ hợp. Chính xác rồi đấy, bạn nào nói dùng tổ hợp, học cái này em phải phân biệt được nhá dùng cái gì Không là em chọn kiểu gì cũng sẽ có đáp án để khoanh đấy Thế nói thật Ở đây chỉ nói đơn giản là chọn 3 món trong 5 món ăn Không hề nói là tôi chọn món này trước, tôi chọn món kia trước Nếu người ta chỉ nói là chọn chung chung thôi Thì nó không có thứ tự trước sau Không có danh sách sắp xếp gì cả Không phân công nhiệm vụ cho ai món món gì món gì Hiểu không? Mà chỉ nói là chọn K phần tử từ N phần tử nào đó không có thứ tự thì chúng ta sẽ dùng tổ hợp CKL CKN. Như vậy, chọn 3 món là chúng ta có C3 của 5 và nhân tiếp với hai loại quả là C2 của 5 và chọn một loại nước uống chúng ta có C1 của 3. Các em lấy máy tính bấm cẩn thận cho thầy chỗ này. Chắc là nhiều bạn biết bấm rồi. Chúng ta có ra 300 không? Đáp án D chính xác. Máy tính các em bấm thế nào nhỉ? Các em bấm cho thầy 5C3 đúng không? 5C3 nhân với 5C2 đúng không? Rồi nhân với 3C1 các lớp có bấm như thế này không? Cái chữ C ở đâu hỏi cái đứa bên cạnh nó biết rồi nhé. Bấm thế này. Đó, ra hết. Ok. Có cần ngoặc không nhỉ? Ơ, à, chỗ này có cần ngoặc không nhỉ? Chả biết máy tính hay là tính từng cái một thôi nhỉ? Thầy chả biết đâu. Có 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 cần ngoặc chỗ này không nhỉ? Em cứ bấm 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 thử đi xem xem nó có ra không, không ra thì thêm ngoặc vào. Được chưa? À, một số bạn hỏi tại sao là nhân mà không cộng thưa thầy. Thực ra ấy dễ thôi. Thầy có nói rất rõ nếu thực hiện quy tắc cộng trong trường hợp đó là thực hiện một công việc mà bằng cách này hoặc cách kia cách này tức là phương án này hoặc phương án kia hiểu không ví dụ như là lúc nãy chọn một người trong cả lớp ấy không chọn nam thì chọn nữ thì người ta sẽ cộng số cách nam nữ lại hiểu không đấy là các trường hợp các khả năng các phương án có thể xảy ra người ta cộng các trường hợp lại nhưng nếu thực hiện một công việc mà nếu mà nó lại có nhiều bước nhiều công đoạn thực hiện xong công đoạn này mới đến được công đoạn kia thì hiểu không thì người ta sẽ nhân các bước lại thì ở đây rõ ràng thực hiện một thực đơn em phải chọn bước một em phải chọn một món ăn chính trong năm món ăn thì ăn xong các món này em mới ăn được quả rồi em mới ăn được nước uống à, à, em mới uống được nước uống quên <laughs> hiểu chưa như vậy thực đơn là gồm phải có ba bước xong bước này mới được bước kia chứ không phải là em có mỗi em có phải là em mỗi ăn món này xong em hoặc là em uống nước làm gì có thực đơn là bây giờ em lại ăn mỗi ăn hoặc uống hoặc ăn hoa quả đâu được chưa ăn xong cái này và tiếp cái kia và tiếp cái kia nữa đấy nếu mà hoặc thì mới cái lọ hoặc cái kia mới cộng còn cái này ăn xong mày kiểu gì mày chả ăn tiếp <laughs> nếu thực hiện nhiều việc tiếp mày cứ nhân tiếp các cách lại cho thầy giống như đi ăn buffet ấy. ăn xong các cái món thịt này xong ăn mỗi cái một miếng xong ăn xong cái này lại tiếp tục gọi cái kia cái, cái ăn tiếp đấy ví dụ thế kiểu gì chảy đến buffet rồi hiểu không đấy xong xong ăn một loạt đấy xong đấy xong ăn ăn một loạt xong, hoa quả xong ăn uống nước uống, uống đấy đấy kiểu thế đúng không kiểu kiểu ý hiểu chưa tiếp tục à, bạn nào hỏi dấu uh, chữ c thế nào đúng không đây này rất nhiều bạn trả lời cho em hộ đây này S ấn phím ship chia trong máy tính ấy. ship chia ship nhân ấy. nó ra chữ c nhớ chưa ừ. tốt nhé à đây là một câu về tìm n, đây là giải phương trình có chứa chỉnh hợp tổ hợp câu này mà giải từ từ tự luận bằng tay thì cũng lâu phết ấy. câu câu này ai mà phải thuộc công thức cơ thì mới giải từ từ được theo ý kiến của thầy câu này vào trong bài thì tất nhiên là mình sẽ thế đáp án vào luôn thật tại vì câu này giải nó cũng khá lâu công nhận đấy câu này giải ai không có kinh nghiệm giải mấy cái này lâu thế nên là câu này thầy sẽ dạy em cách của máy tính luôn nhé rồi bạn nào có thể thay số vào luôn cũng được hoặc là bấm theo cách của thầy như sau sử dụng chức năng CALC trong máy tính Các em nhập vào máy tính nhé cái này là chỉnh hợp đúng không cái này là tổ gì tổ gì <laughs> tổ hợp đúng chưa tổ hợp đúng rồi nào muốn bấm chỉnh hợp này thì chúng ta cứ coi chữ n là x trong máy tính chúng ta muốn bấm được cái, cái chỉnh hợp này Các em bấm ship nhân à cả lớp có phải ship nhân không cả lớp xem có phải là ship nhân không Xip nhân thì chúng ta bấm đây xp2 xp2 chỗ này ship nhân còn cái này ship chia trừ từ dưới lên trên nhá x cộng 1 phải mở ngoặc vào không máy tính nó hiểu lầm đấy thầy đã từng ngày xưa thầy bằng các em ấy thầy cứ bấm bình thường không có ngoặc máy tính tính mãi không ra phát hiện ra kinh nghiệm là chỗ này là phải có ngoặc vào trừ uh, x cộng 1 C, X trừ 1 trừ 5 luôn và bây giờ can từ từ cũng được còn bạn nào thử trực tiếp luôn cũng được Nhưng mà theo thầy thì em làm theo giống thầy Thử một phát bốn đáp án nó ra luôn Can đến năm một cái thấy ra không dừng luôn đi về Được chưa? Đáp án cần chọn là A Còn về sau nếu mà có thời gian Đây này Cho thầy hỏi nè Muốn bấm cái, 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 cái chữ P này thì có phải là bấm uh, Bấm ship nhân không? Còn cái chữ C này bấm có phải ship chia không cả lớp? Hỏi các bạn ở trên đi Nó trả lời cho Đúng không? Bấm luôn cái này này, mai nhớ biết đâu trong đề có mấy câu này, thi học kỳ kiểu gì cũng có mấy câu này. Thế thì nếu về sau mà còn thời gian mà dạy cho các em trong những buổi học sau thì thầy sẽ dạy các em cách giải các phương trình này. Đấy, nhưng mà làm tự luận nó hơi dài thật. Thì trong trường này nếu là thầy thì thầy cũng thử luôn. Được chưa? Vì chúng ta phải linh hoạt. Linh hoạt một tí. Còn nếu người ta bảo các em là à, PN PN thì bản chất chính là n dây thừa đấy một ngày nào đó người ta cho pn thì em bấm cho thầy n chấm than trong máy tính biết cái nút chấm than chỗ nào rồi ví dụ ấy, thế nhá nếu người ta có hỏi uh, dây thừa thì em em nhập mấy cái chấm than trong máy tính nên nó hiểu mà đúng không có hiểu hết rồi nào đây bấm nhá đây nhìn vào màn hình đi thầy bấm là thầy còn thấy dễ đấy nhìn thấy không đấy can một cái nhập cho năm vào thì thầy đúng luôn rồi thì thôi bằng không rồi đi về còn gì nữa rồi năm nhá, xong câu này rồi cả lớp. Luyện tập thử đi. Thầy nói cái gì là phải luyện tập ngay lại đi. Mai nó rơi vào đề thật đấy, thầy không đùa đâu. Nhớ chưa? Nếu mà có là rơi vào luôn. Mình không mất gì chịu khó ấn một lần đi. Biết làm một cái về sau tự tin lắm. Trong hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông? bài <laughs> toán đếm hình cũng là một bài toán rất hay về tổ hợp. có nhìn được hình vẽ này không? Trong này có bao nhiêu hình vuông tất cả? Thầy ngày xưa thầy hỏi cháu thầy là nó trả lời là 10 đấy. <laughs> 10 là chết rồi. 10 là mày đang đếm theo cái trò thế rồi là cái bọn lớp 1 trẻ con rồi. Các bố mẹ cũng nên học mấy cái này đi, coi chừng về sau con nó hỏi đếm bao hình vẽ bên có bao nhiêu hình tròn, vuông, tam giác nó có đấy. Được chưa? Có nhiều người nhưng mà cách tính của cấp 1 nó không giống cấp 3, nó khác đấy. Cấp này em mới dùng được công thức thôi. Đếm bằng tay á, nhưng mà nhỡ nó nhiều quá đếm sao được? Đây là con ôn ít đi. Đếm bằng tay ấy, hơi hơi mệt. Hình vuông ở đây chúng ta chia ra hai trường hợp. Hình vuông có cạnh bằng một ô vuông nhỏ và hình vuông có cạnh có thể bằng hai ô vuông. <laughs> Đừng tính cả cái hình lớn với cả cái hình bao ô vuông là nó hình chữ nhật rồi nhá, không chơi nhá. Được chưa? Như vậy, hình có một ô vuông thì chúng ta ngồi đếm thôi câu này đếm đếm bằng tay hình có một ô vuông là 10 nhưng hình có hai ô vuông một <laughs> hai ba bốn mười bốn tôi chọn b ở giờ ok cảm ơn Thôi cứ tạm thời thế đi vậy ờ à, được rồi nhưng bây giờ thử đếm cho thầy xem uh, tam giác xem nào xem có đếm được tam giác không câu này thầy cũng đã từng nói ở đâu đó một lần rồi tam giác úi rồi <laughs> ôi ngồi đếm à, vậy hỏi xem cháu mình ý nhá bây giờ nó có cái cách đếm tam giác hay lắm trong hợp này chúng ta sẽ sử dụng phương pháp mà... đây vẫn là các bài toán đếm mà các em nên nhớ lớp 11 đây vẫn là các bài toán đếm. Đếm này, đếm thủ công đấy. Nhưng ở đây liệu chúng ta có còn đếm thủ công được không? Thực ra vẫn được. Lớp thầy nhớ là lớp cháu thầy em thấy nó có cô giáo cô ấy dạy cách nào đếm hay lắm mà không cần dùng công thức của mình đâu. Đếm cách nào hay lắm. Nó đánh số thế nào ấy nhỉ? 1 này, 2, 3, 4, 5. Đầu tiên là đếm các tam giác nhỏ. Xong rồi Xong rồi thế nào ấy nhỉ? Bạn nào biết cái này không thì nhắc lại cho thầy, thầy quên mất rồi Đếm các tam giác loại có nhỏ là 5 cái này Xong đếm các tam giác mà loại mà có Loại mà kiểu như là nó được chắc bởi hai tam giác Tam giác kiểu kép ấy, loại hai ấy Thì nó đếm hay lắm, nó đếm kiểu này này Đó là 1 cộng 2 này 2 cộng 3 Có phải thế này không nhỉ? Cả lớp đếm thử của thầy xem nào xem thầy đếm có nhầm không? Hay là mình đếm nhầm nhỉ? Từ từ để 1 cộng 2, 2 cộng 3 Đếm thế nào ấy nhỉ? Có cách đếm 1 cộng 2 cộng 3 Ừ hay lắm Hỏi thử lại bọn nói đi Thầy, thầy chỉ nhớ thế thôi Có cái, 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 cái gì nhỉ? À tam giác 1, 2 Đấy đếm cái kiểu này tam giác 1, 2 Tam giác 2, 3 Tam giác 3, 4 <laughs> Tam giác 4, 5 Rồi cái này 1 2 3 4 5 không có gì để nói nhá. Này 1 2 3 4 5 này, 1 2 đếm kiểu này. Bây giờ tam giác có 3 cạnh. 1 2 3 2 3 4 À không phải 3 cạnh mà là ý thầy muốn nói là tam giác được ghép bởi 3 3 tam giác nhỏ à? 2 3 4 3 4 5. Hết chưa? Rồi. Và cuối cùng là tam giác có 4. 1 2 3 4 2 3 4 5. Và cuối cùng là tam giác từ 1 đến 5 luôn. Ngồi đếm xem nào. 5 đây rồi nhá, 5 6 7 8 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15 Đáp án thế Đây này đúng rồi cách đếm đây này Thầy ơi 1 cộng 2 chính xác đúng rồi Về sau nó có cách đếm cả rồi giỏi lắm đấy Thầy đang bảo các em nhớ lại cái cách đếm đây này Đúng cách đếm của em là đúng đấy Đó là tổng Thầy ơi mình đếm luôn đó là Lấy luôn 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 Hay ghê Ừ 15 thật Ừ đúng Ê này cô giáo nó dạy đếm thế này Công nhận là bây giờ mình phải nói với bọn trẻ con giờ thông minh thật <laughs> Công nhận thông minh thật Ừ thông minh thật Ừ đúng là chia ra thành các cái tam giác nhỏ nhất có thể Xong rồi ngồi cộng hết các số này lại Ui ừ, hay thật Hay thật Đúng rồi phải công nhận đấy. Tại sao, bây giờ, sao ngày xưa mình không được học cái này nhỉ Thầy thầy là ngày xưa thầy có được đếm kiểu này đâu Thế mà thầy vẫn học sinh giỏi Thế mà bây giờ nó có nhiều công nhận Cũng có nhiều phương pháp hay thật Trẻ con bây giờ thông minh thế Đấy nó hiểu kiểu khác đấy Ngoài ra em có thể sử dụng công thức tổ hợp Theo những cách đếm Ở đấy vừa rồi là đếm thủ công thôi còn chúng ta có một cách đếm nữa là em có thể thiết lập một tam giác, em sẽ chọn cho thầy hai cạnh bất kỳ trong 1 2 3 4 5 6 cạnh này. Chúng ta chọn hai cạnh để làm cạnh bên thì chúng ta sẽ có C2 của 6, nhưng tất cả các tam giác này cùng chung một cạnh đáy. Như vậy chúng ta chỉ có cách chọn một cạnh đáy duy nhất thôi. Chúng ta cũng có thể dùng cách này của thầy. Á, à, rồi, đây lớp 11 nó phải làm thế này. Á. À làm thế này hay này. C2 của 6 bằng 15. Hiểu chưa? Còn em đếm kiểu kia cũng được, tùy em. Khổ quá, muốn thiết lập một tam giác nhá, thì em sẽ phải chọn cho thầy hai cạnh bất kỳ trong sáu cạnh này em công nhận không? Ở đây nó chung cạnh đáy hết rồi. Tam giác nào cũng phải cùng dùng cạnh đáy này, như vậy cạnh đáy chỉ có một cách chọn. Nhưng chọn cạnh bên trong uh, chọn cạnh bên trong hai uh, trong sáu cạnh này thì chọn hai từ sáu, phải C2 của sáu. Nhớ là đảo thứ tự hai cạnh này đi thì vẫn chỉ là tam giác đó lên tam giác ABC và tam giác BCA thì vẫn là một thôi thứ tự hai cạnh trong trường này không có ý nghĩa vẫn chỉ là tam giác đó như vậy là dùng c là đúng rồi hiểu chưa đấy hai phép ba sáu tập bấm thầy cái này xem nào cái này luyện tập cho thầy một tí tẹo thôi để luyện tập mai trước khi nếu mà rơi vào thi khổ quá đấy là số cách chọn một cạnh đáy nó chỉ có một cách thôi khổ cái này bạn nào hỏi này hiểu chưa đó tiếp tục nhé người ta cho dữ kiện C Cn trừ ba của n bằng một một bốn mươi n tự nhiên tính giá trị biểu thức m bằng a sáu của l cộng a năm của l chia a bốn của n câu này em phải giải phương trình để tìm ra n đã thế thì bạn nào mà thuộc công thức tổ hợp thì em cứ làm bình thường thì không bảo gì theo công thức tổ hợp nhá eo ơi, dài lắm n dây thừa chia chia cho n trừ n trừ ba n dây thừa chia n trừ k c k n bằng n dây thừa chia n trừ n k tất cả dây thừa k dây thừa và trong trường này c n trừ ba của n các em nên nhớ một công thức rất hay CN n trừ ba của n thực ra cũng chính là bằng c ba của n luôn nhá mà c ba của n bằng một một bốn mươi thôi đứa nào mà có thời gian ngồi giải thì dùng công thức này cho thầy ngồi phân tích dây thừa ra trong một ngày nào đó sắp tới thầy dạy còn nếu không nhá mày ngồi thử cho thầy n là một số nào đó từ 3 trở đi đi Thông thường N là tự nhiên từ 3 trở đi Em cho to to một tí lên cái là em sẽ bấm được nghe ông N này bằng mấy mà nó không khó lắm con này tự thử máy tính một tí Người ta tìm ra đó là Chỗ này thì chúng ta dùng phản xạ dạ máy tính một chút Hai chục Có hai chục rồi lắp vào đây một cái bấm như thầy đã dạy chúng ta ra 256 Đáp án A Nói chung là chỗ này thì thầy cũng đã dạy các em rồi nhiều khi là không cho kết quả đâu chưa mình tự thử cũng được nhé thường cũng chỉ có một giá trị thỏa mãn thôi ít khi hay lắm thông thường thầy cũng hay thấy có một giá trị thỏa mãn thôi thường là nó cũng làm khoảng ở thầy hay thấy nó nó là 10, 12, 15 gì đó tầm khoảng chục 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 hai chục giờ đi ít khi thường là mười mấy đấy theo kinh nghiệm thì thường là mười mấy được chưa ba bảy một đa giác lồi có n cạnh, biết số vectơ tạo từ các đỉnh này gấp 6 lần số đường chéo của đa giác. Câu này tương đối là hay nhưng cũng hơi khó một chút, một số bạn coi chừng để ý này. Vì đây là bài toán người ta dùng tổ hợp nhưng mà đếm đếm các cạnh và các đường chéo trong hình. À, chỗ này các em cũng phải lưu ý một tí. Một đa giác lồi thực ra vẽ ra không không quan trọng lắm. Các đa giác bình thường em hay học ý, các đa giác kiểu như thế này này. Đấy, kiểu như thế này. Các đa giác kiểu bình thường các em vẫn hay học thì đây gọi là các đa giác lồi này. Đa giác lồi, 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 không phải lõm. Rồi. Thế thì các em phải học được cái công thức tính số vectơ. Từ các cái đỉnh này. Muốn tạo được một vectơ thì người ta sẽ dùng chỉnh hợp chọn hai điểm từ n n cạnh thì chúng ta cũng sẽ có n điểm thôi. Số vectơ sẽ là a2 của n. Cách tính số vectơ từ các đỉnh chúng ta sẽ có a2 của n. Các em chọn hai đỉnh từ n đỉnh nhưng em đảo thứ tự đi em lại được thêm một vectơ mới. Vectơ có tính chất đảo lại được vectơ mới nhé, nó không giống đoạn thẳng. Đoạn thẳng thì chỉ có một nhưng mà vectơ là có hai. A, B, B, A khác nhau. Và cái thứ hai đó là em phải học được cách tính số đường chéo, số đường chéo trong một đa giác, số đường chéo trong một đa giác n cạnh thì chúng ta có công thức tính số đường chéo đó là c2 của n trừ n Tại sao? Hoặc là em có thể dùng công thức n nhân n trừ 3 đúng không? Chia hai được. Thì cái này có rất nhiều công thức tính số đường chéo em có thể tra trên mạng và chứng minh được điều này. Tại vì muốn thành lập một đường chéo thì em sẽ phải lối hai cái đỉnh này nhưng không phải là hai đỉnh kề nhau là được. Thì chọn một đỉnh đầu tiên Tức là em sẽ thiết lập cho thầy tất cả các đoạn thẳng có thể xảy ra. Muốn thiết lập được đoạn thẳng thì chúng ta sẽ có C2 của N là chúng ta sẽ ra tất cả các đoạn thẳng có thể xảy ra. Nhưng em phải trừ đi N cạnh, trừ N cạnh này đi. Thì còn lại đấy sẽ là số đường chéo. Em nghe kỹ thầy giải thích nhưng mà sao lại không hiểu tại sao có công thức này. Và hình như người ta chứng minh được là cái này nó bằng N nhân N trừ 3 gì đó chứ 2 hay sao. Nhưng mà thôi nhớ theo kiểu L L nhiều quá thì đau đầu em nhớ theo kiểu này của thầy đi. Thì nó sẽ hay hơn. Đó lấy tổng số đoạn thẳng chỗ này em trừ bỏ đi số cạnh thì em sẽ còn lại số đường chéo thôi. Đây là vector đây đoạn thẳng. Đó và người ta nói số vector bằng 6 lần số đường chéo. Thì em viết vào phương trình có dạng thế này, lấy máy tính bấm một cái là nó sẽ ra là 4. Cái này có thể lên mạng xem cũng được, tùy hoặc là có thể chứng minh, nghe thầy giải thích một cái là đã hiểu rồi. Được chưa? Đâu đến mức khó hiểu lắm đâu. Được chưa? nhớ luôn đi ghi vào vở đi hôm mai rơi vào thi đấy không biết được đâu nếu bạn nào thi tổ hợp thì câu này chắc chắn có ghi vào vở thầy tổng kết luôn cho mà nghe chỉ trong một bài một buổi ngày hôm nay là có rất nhiều các kiến thức quan trọng nhớ được một cái kiến thức này của thầy thôi là làm được rất nhiều câu đấy rất nhiều câu bài này thì nhanh chóng chỗ giải phương trình này không khó với các em các em có thể thế từng đáp án vào được cho phép bốn ba mươi tám rút ngẫu nhiên một con bài một quân bài trong bộ tú lơ khơ 52 con thì bao nhiêu cách? Được chưa? Nếu rút ngẫu nhiên 5 quân mà không có thứ tự trước sau gì thì chắc chắn nó dùng tổ hợp rồi, có ai thắc mắc gì ở đây không? Rút 5 con còn nói là rút lần lượt từng con không? Nếu mà rút lần lượt từng con cơ thì đấy lại là có thứ tự. Còn thò te vào chộp một phát năm con luôn không cần biết là 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 thứ tự trước sau gì. Chộp một phát và không nói năng gì thì chắc chắn em phải dùng tổ hợp. Em đừng nhầm nhé tổ hợp. Như vậy đáp án A C552. Chả có gì để mà giải thích cả. Nhớ chưa Hiểu như thế một phát là chọn A luôn, nó đi về rất đơn giản. Đó, không cần thắc mắc gì nhiều. Tổ hợp, thầy thấy tần suất dùng tổ hợp nhiều hơn nhiều so với chỉnh hợp. Chỉnh hợp chỉ trong những cái trường hợp thí dụ như là em xếp người vào ghế này, bài toán lập số này mà nó đảo thứ tự đi nó được cách mới thì trong trường hợp đó thầy có thấy là còn dùng chỉnh hợp xếp người hoặc là lập số còn vân vân nếu mà chọn vài viên bi quả cầu rút vài người vài con bài thầu hầu hết là tổ hợp nói đơn giản là thế cứ học đi bạn nào chưa học rồi cái gì đây từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau Mà hai chữ số 1 và 2 không đứng cạnh nhau Ai làm được bài này rồi? Ai làm được bài này rồi? cái dạng bài toán mà lập số mà có những cái bọn mà nó cạnh nhau mới không cạnh nhau thì trong bài trường hợp tổ hợp thầy đã dạy rất kỹ nhưng mà không cạnh nhau thì nhiều trường hợp xảy ra lắm chúng ta nên làm phủ định đó là cạnh nhau đi sau đó ta lấy tổng số cách ta trừ đi theo phương pháp mà người ta gọi là phương pháp phần bù thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều khi mà hai người nào đó đây cái anh một và cái chị hai này nó thích nhau đây là cặp cặp đôi oan nghiệt mà thầy hay nói đấy Cặp đôi oan nghiệt này nó thích nhau thì mình sẽ coi nó như là một phần tử kép. Và lúc này làm giảm bớt cái số lượng chữ số cần lập đi. Đáng nhẽ là 5. Thì lúc này chúng ta chỉ cần coi như là chỉ cần xếp chỗ cho 4 phần tử mà thôi. Vì bọn nó luôn luôn cái răng tay ôm cạnh nhau rồi thì em không thể tách rời chúng nó, không ai xen vào giữa được. Như vậy bọn chúng được coi như là một phần tử mà thôi. Thế thì xếp chỗ cho bốn con người này vào bốn vị trí. Tại vì lập số ấy, A B C D thực ra ấy, cũng chỉ là xếp chỗ cho những con số này vào giống như người ngồi thôi. Người ta sẽ dùng dây thừa, dùng dây thừa, cặp đôi oan nghiệt mệt lắm. Xếp bốn phần tử lớn này vào chúng ta có bốn chấm than. Nhưng hai anh chị một hai này nó không chịu ngồi yên mà nó có thể đảo chỗ cho nhau, hoán đổi hai người cho nhau chúng ta có thêm hai dây thừa hay chính là hai nữa. Như vậy các em giúp thầy là chúng ta về sau nhớ nhẩm nhanh một tí chúng ta sẽ có hai dây thừa nhân bốn dây thừa. Các em lấy máy tính bấm nhé. Nhớ là bấm thì chỗ này bấm dấu nhân đàng hoàng nhé. Máy tính nhiều khi mà nó cũng ngu lắm. Có cái nó cũng không hiểu đâu. <laughs> chỗ này mình mà không bấm dấu nhân. Ngày xưa thầy từng nghĩ là cái chỗ này sao nó không bấm phải bấm cả dấu nhân. À, em thử không bấm dấu nhân xem nó có hiểu được không? Hay là máy của thầy nó nó bị đơ nhỉ? Thầy, thầy, thầy bấm thỉnh thoảng. Nhiều khi mà bấm mà không có dấu nhân. Nhiều khi mà lúc thì nó làm tắt mà lúc thì nó lại làm từ từ, không hiểu. Xem có thể bấm dấu nhân đúng không? Bốn chấm than, bấm thử đi. Không bấm dấu nhân và có khi nó cũng không hiểu lên đấy. Không hiểu, đúng là thầy bấm luôn, không hiểu bấm dấu nhân rồi nhé. Được chưa? Rồi. Bấm chấm than, thầy phát hiện ra là phải bấm cả nhân đàng hoàng vào. Không, nó không hiểu đâu. Sau đó em lấy tổng số cách, em trừ đi 48 số này này, em sẽ ra. Thầy bảo này, tổng số cách mà uh, số có 5 chữ số ấy thì chỉ là xếp 5 người này vào 5 ghế khác nhau đơn giản thôi, hàng thẳng thì là 5 dây thừa. 5 dây thừa là 120 hai trừ đi thì nó nó ra 72, đơn giản lắm, dùng bù trừ thì rất đơn giản. Thực ra là đây là bài tiêu biểu thôi, còn nhiều bài còn khó và tự và tư duy lằng nhằng hơn nhiều. Em biết là học cái chương này là còn cãi nhau ổn tỏi, nhiều khi à, đáp án của em ra chưa chắc là giống bạn bên cạnh. Có khi lại còn càng khác hơn so với cả thầy cô ấy nhiều bài tư duy về sau lằng nhằng phức tạp lắm nhưng mà thôi đợi qua đợt kỳ thi này sau đó thầy sẽ bổ sung em các cái dạng bài toán khác nữa đây nhá còn xếp hàng thẳng còn cạnh nhau rồi về sau bọn chúng một ngày nào đó chúng không thích nhau bọn nó lại còn mỗi người ngồi một đầu ghế ôi rồi ôi rồi hôm hôm thì bọn nó giận dỗi anh này ngồi đầu này chị kia ngồi đầu kia hôm thì nó đứng chụp ảnh cạnh nhau rồi mọi người ra đứng cạnh rồi hôm thì uh, nó lại còn dối nó nhiều kiểu phức tạp lắm nhiều bài khó lắm số chết có nhiều kiểu phức tạp lắm không dễ đâu ạ. À. Câu này câu khó này. Một số bạn hỏi thầy câu này này. Có những cái bài toán còn xếp hàng nam nữ rồi xen kẽ rồi không xen kẽ rồi các bạn nữ không đứng cạnh nhau rồi các bạn nam không đứng cạnh nhau. Ủa những cái bài ý à, còn phải dùng nhiều các cái phương pháp khó hơn nhiều. Còn những cái bài vừa rồi đứng cạnh nhau à, là còn đơn giản đấy. Nhưng mà tùy trường nếu cô giáo không đòi hỏi quá nâng cao thì chỉ thế thôi. Chứ nếu không nga có mà đo đầu mà chết <laughs> sợ lắm chưa gì chưa thầy còn nhớ có nhiều các cái bài nâng cao cái gì mà bàn xếp bàn tròn rồi nữ không cạnh nhau rồi nam không sổ ôi phải có phương pháp cả không thể nghĩ bừa được những cái bài ấy nhá là nó phải phải so phải đào sâu suy nghĩ phải lên tìm hiểu đàng hoàng cẩn thận cơ chứ không ai nói giỏi những cái bài tư duy chỉnh hợp tổ hợp này đâu thầy à, nhiều khi còn làm nhầm chán ấy ngày xưa thầy còn cãi nhau với thầy cô chán. thực ra là thầy hay thắc mắc, tại vì ngày xưa cũng có nhiều cái khó lắm không dễ đâu các bạn, được chưa? nó khó kiểu khó riêng, công thức thì ít nhưng mà nó khó kiểu khác, nó khó kiểu tư duy. được chưa? câu này ai làm được không? ai làm được câu này khen thưởng luôn. đấy, cũng tương tự như là cái câu gì mà ở mấy cái phần đầu đấy, những cái bạn nào đầu tiên mà mà lúc mà trả lời mấy câu mà thầy bảo đúng đấy, các em hãy tự khen mình một tí nhé, tại vì nhiều khi thầy không đọc kịp vì comment nó bị trôi. Đây ai trả lời được câu này nữa cũng khen luôn Khen luôn Trả lời đúng, đúng câu này khen luôn Khen luôn Nếu trả lời được đúng câu này mình khen luôn Thôi câu này thầy sẽ gợi ý giải thích luôn nhé Chứ nếu mà đợi chờ, chờ câu này ra, à, có mà đến Tết Có nào được không Câu này khó hơn thật Câu khó hơn bạn nào muốn học thêm kinh nghiệm thì làm thêm câu này. Tính tổng tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau lập từ các chữ số 4 5 6 7 8 9. Như vậy là chọn 3 từ 6. Như các em đã biết đó là số số lập được thì rất là dễ, chọn 3 số từ 6 số thì ở đây lập số thì số lại khác nhau. Như vậy là dùng chỉnh hợp. Số số lập được thì rất dễ, nhưng mà tính tổng của các cái tất cả các số này như thế nào ấy thì đây cũng là một vấn đề. Thì người ta sẽ sử dụng các quy tắc đối ứng giữa các số, người ta sẽ ghép theo cặp. Em có nhớ là ví dụ em tính từ 1 đến 10 không? thì em sẽ ghép theo các cặp nào đó nó bằng nhau em nhân số cặp lên thì tính thì tính thì, từ 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 chuẩn bị nhanh để con đi về nào à, thầy vừa nói gì nhỉ mà ma rồi okay, ok xong ý thầy muốn nói là người ta sẽ ghép các cái cặp số với nhau mà nó có cái tổng mà nó bằng nhau ấy người ta nhân số cặp lên thì người ta sẽ tính được ra nhưng bây giờ quan trọng là em phải biết là các cái số này nó có tổng ra không đổi nó bằng bao nhiêu em phải ghép cặp đấy thì đấy cũng là một cái cách thì bây giờ nhá chúng ta sẽ tính toán đây thầy sẽ gợi ý cho luôn để làm bài <cười> <cười> nấc cục nghẹn à à à à, 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 nấc cục chắc là do nó là là, 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 đứng lâu mỏi quá nên bụi phấn nó bê sọc ở mũi chưa à. nhiều khi mà khi mà em đang nói tự nhiên nấc cục trong phần cái hơi 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 sợ à. À. nào bây giờ nhớ mình cứ giả sợ giả sợ giả vờ gọi sờ gọi số cần tìm là a bờ cờ gạch ngang trên đầu lập số tự nhiên người ta hay viết thế là một số thỏa mãn yêu cầu bài toán thì số số lập được là trăm hai trăm hai thì ai cũng biết thừa là ghép cặp ra thì là sáu chục cặp sáu mm, chục cặp thiếu mất một ngón tay rồi được chưa đấy sáu chục cặp đúng không nhỉ thế thì bây giờ mỗi một cặp thì thầy gọi cặp này là abc thì cặp này sẽ là một người đối ứng với nó là a phẩy b phẩy c phẩy thế thì người ta chứng minh được đây chúng ta sẽ ghép những cái cặp số nào mà thỏa mãn sao cho a cộng a phẩy tức là uh, trăm cộng trăm bằng chục cộng chục bằng đơn vị cộng đơn vị và tổng nó sẽ ra cùng là bằng là 13 ba các em có biết tại sao điều này không <laughs> nó sẽ cùng bằng 13 ba là lớn nhất thì ví dụ nhá đây ví dụ giả sử có một số lập được là 847 thì sẽ có một số đối ứng tồn tại duy nhất với nó thỏa mãn điều kiện này. Đó là bao nhiêu cả lớp có thể tự suy ra được. 847 thì số đối ứng với nó tồn tại duy nhất một số đó là 596. Vì 8 cộng 5 là 13, 9 cộng 4 là 13 và 7 cộng 6 là 13. Ở đây 13 là do tổng đây của nó đây này. Ghép này, đây 9 cộng 4 này, nó chỉ có thể là 13 thôi. Không thể nào là khác được lớp nhìn kỹ nhé Ghép các cái số này nó sẽ có cái tính chất đặc trưng đấy Tồn tại duy nhất một số thỏa mãn điều kiện này Trục cộng trục Trăm cộng trăm Đơn vị cộng đơn vị Là kiểu gì cũng bằng nhau Thực ra ấy tại vì bây giờ nhé Tại sao lại có cái hiện tượng ghép gặp này Vì em biết nhớ là một cái số mà khi mà em đảo thứ tự ABC, CBA đi Được chưa? thì cái số đó là sẽ luôn luôn nó sẽ tìm được có một cái người nó tương tự giống với mình kiểu như thế đảo đi và vô hình chung là nó 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 tạo nên các cái cặp có tính chất tương tự như vậy đấy hiểu chỗ này không chỗ này nghe kỹ hiểu nhé rồi chúng ta có 60 cặp số như vậy và chúng ta phân tích một cặp thôi à một số thôi rồi nhân với nó là ra. Thế thì khi mà em cộng một cặp số x và x phẩy như vậy thì sẽ luôn luôn nó sẽ ra tròn rất đẹp. Đây, nó sẽ cùng ra là 13 và bên trong em lấy trăm cộng chục cộng đơn vị là ra. Đây là phân tích theo cấu tạo số. Phân tích theo cấu tạo số. Được chưa nhỉ? Đó. Luôn luôn tồn tại các cái cặp số đối ứng là như thế này. Sao cho thỏa mãn đó là chục cộng chục, trăm cộng trăm đơn vị và đơn vị bằng 13. Kiểu gì cũng thế Tại vì em biết là các chữ số này Nó đều gồm các chữ số khác nhau mà Đây khác nhau Đây Đây A, B, C Thì đây D, E, F Mình cộng vào cái này Mình cộng đối ứng cái này 9 cộng 4 thì cũng 13 8 cộng 5, 13 6 cộng 7, 13 Giống quy tắc lúc nãy thầy vừa nói là cộng từ 1 đến 10 đấy Đấy thì người ta sẽ ghép đầu với cuối Mày hỏi em mày là nó biết ngay là cộng từ 1 đến 10 là tính thế nào rồi nó sẽ lấy 1 cộng 10 2 cộng 9 3 cộng 8 Không phải tự nhiên nó ngu nó cộng thế đâu Đấy, đấy hiểu chưa Như vậy đếm theo kiểu đối ứng như vậy Tổng sẽ ra không đổi Và sẽ nhân với số cặp ý lên Phân tích theo cấu tạo số Thì em cứ đặt 13 ra ngoài bên trong Em lấy trăm cộng chục cộng đơn vị Tự ứng như thế tính ra nhé 1443 nhân 60 lên đáp án B thật Đúng rồi chúc mừng nhé Thầy chúc mừng tất cả những bạn nào ra đáp án B Khá đấy đây mới chỉ là một câu tiêu biểu trong những cái bài toán Khó về cái này thôi Còn thực ra còn nhiều các câu khác cũng tính tổng như thế này Không đơn giản đâu ạ à. <laughs> Đây là bài tiêu biểu nhất thôi Nếu mà rơi vào thi về sau thi học kỳ làm câu này Cố mà làm nguyên tắc lại nhớ ra À thầy chính dạy cộng tương tự như là từ 1 đến 10 Ở đấy, úi dồi ôi Thế là mình làm, em làm đi Đảm bảo không ai làm được giống em đâu, yên tâm Được chưa, yên tâm Cố gắng mà làm đi À chúng ta còn một chục câu hình nữa Thực ra là hình này thì trong cái bài các trong cái bài các phép biến hình, phần chương 1 thì thầy cũng đã dạy rất nhiều bài ở trên mạng và trong bài giảng có rồi. Ở đây thầy chọn lại khoảng một chục câu tiêu biểu thôi nhé. Câu này chúng ta đi qua nhanh. Một chục câu tiêu biểu, còn thực ra kem sớt lại các cái bài các phép biến hình thì thầy dạy cái này. Hình cái chương 1 này nó cũng chả quan trọng lắm. Cái chương 2 hình không gian nó mới khó. Còn cái này kem thuộc một tí công thức là ăn điểm ngay. Thì chỗ này làm nhanh nhé. Làm nhanh một tí nhé. Chưa? có hai đường thẳng kem làm đi chắc thầy uống ngụm nước thôi tí nữa nhớ nó, 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 uh, sặc ra đây thôi chết luôn giờ này nhiều người người ta người 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 ta hỏi thầy có những lúc thầy dạy hai ba tiếng mà thầy còn quên không uống nước <laughs> nhiều khi thầy giảng thầy 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 đam mê thầy quên nhiều khi không uống nước những người khác người ta không không mình nhiều khi mình giảng mình tập trung để ý cho học sinh quên không không, không uống nước luôn được chưa thật đấy kem trông thầy dạy bao nhiêu năm nhiều khi cũng không thấy mấy khi thầy uống nước thế thầy vẫn giảng được được chưa thầy biết thế nào đấy đó nào một chục câu hình thì đơn giản thôi cố mà ăn điểm dễ mà có hai đường thẳng d và d phải cắt nhau có bao nhiêu phép tịnh tiến biến d thành d phải? dĩ nhiên đáp án sẽ là không có phép nào vì qua phép tịnh tiến không bao giờ cắt được nhau nói thật Uh, qua tịnh tiến là phải song trùng chứ song trùng làm quái có cái kiểu đó là chúng mình cắt được nhau không a à, đúng chưa là chả có phép nào như thế hầu như mọi phép là nó đều phải song song chỉ thỉnh thoảng mới trùng nếu trường hợp vectơ uh, tịnh tiến của mình nó là vectơ chỉ phương của đường thẳng luôn thì đấy là trường hợp hy hữu chưa nên uh, thông thường là câu này là à, rồi bốn hai trong mặt phẳng Oxy nếu phép tịnh tiến biến A2 âm 1 thành A phẩy 3 0 thì nó biến đường thẳng nào sau đây thành chính nó. Câu này dễ, không có gì khó đâu. Từ A thành A phẩy, các em đọc cho thầy vectơ tịnh tiến, các em lấy sau trừ trước nhá Thì em sẽ có ngay vectơ tịnh tiến của em là vectơ A phẩy là 1 1. Từ khi biết vectơ 1 1, đây, đường thẳng nào biến thành chính nó thì vectơ tịnh tiến giống như thầy đã nói nó sẽ trở thành một vectơ chỉ phương của mình thì đường thẳng nào mà có vectơ chỉ phương mà lại y hệt ra 11 một thì à, hoặc là cùng phương với 11 thì sẽ trở thành chính mình <laughs> như vậy chỉ có đáp án B đáp án B có vectơ pháp tuyến n là 1 âm 1 AB ta đổi thành trừ BA như vậy là chỉ phương U của nó đúng 11 chỉ có thằng nào nó đặc biệt như thế này thôi thì nó mới biến thành chính nó còn bình thường thì các vectơ tịnh tiến của em thì nó thông thường thì nó sẽ không ra như thế này thì nó sẽ là song song còn ở đây là biến thành chính nó b b không phải a đâu các em b đấy không em đừng nhầm vector một một này một một này là vector pháp tuyến thầy đang cần vector chỉ phương cơ thầy đang cần vector chỉ phương thì không cần vector pháp tuyến đừng nhầm được chưa mươi à, 43 Người ta cho mình một đường tròn và tìm ảnh của đường tròn này qua phép tịnh tiến theo vector V21. Đường tròn này chúng ta sẽ tìm được tâm và bán kính. Các em lấy hai cái hệ số này các em chia cho trừ 2. Thì tâm của chúng ta là 1 âm 1. Cách tìm bán kính chúng ta là lấy căn bậc 2 của 1 bình cộng âm 1 tất bình rồi trừ đi C đúng không? Chắc là các em ôn chỗ này kỹ rồi. A bình cộng B bình trừ C khai căn. Các em tính được 2. Bây giờ ta tịnh tiến cái tâm này. Chúng ta cộng nốt với anh chàng 21 rất nhanh em cộng thêm 21 vào thì em sẽ ra kết quả tâm mới là 30. Bán kính không thay đổi. Như vậy các em sẽ viết được phương trình đó là x 3 tất bình cộng với y 0 tất bình bằng 2 bình tức là bằng 4. Em chọn đáp án A. Rất là nhanh chóng. Bên này là cho điểm rồi. Đúng không? Đó, đây là 43 nhé Thầy sẽ giảng nốt một vài câu này Dự kiến là cũng chưa biết là có đề 3 hay không Nhưng mà thôi, đề này thầy sẽ giảng cẩn thận Kể cả kết thúc có muộn hơn một tí thật phải chữa cái này hết cả 50 câu thì hơi mệt thật Nhưng thôi, cố gắng giảng luôn cho một lần Thì em chỉ cần ôn kỹ một vài đề quan trọng này của thầy thôi là quét hết được kiến thức Rồi về tự in và làm thêm một số các cái đề khác thì nó cũng giống như của thầy thôi, kiểu dị điểm cao Cũng không nhất thiết là về, về sau phải có đề ba đâu Thầy nghĩ là lần sau thầy sẽ, sẽ sang luôn chương mới Sắp tới có khi học luôn chương mới được chưa? Vì cái này mình ôn quá nhiều và đầy đủ rồi Với các bạn lớp 11 là thầy luôn yêu ái và ưu tiên nhiều nhất rồi vì thầy sợ chương trình khó nên ưu tiên nhiều nhất rồi. Thầy nghĩ là chắc là chỉ cần hai đề thôi thế này là quá đủ, không cần hơn. Đó, cố mà học. Với câu 44 thực hiện đối xứng tâm O thì em sẽ biến được delta thành delta'. Phải. Qua đối xứng tâm thì đường thẳng mới vẫn sẽ song trùng, song trùng các em lấy AB trùng nhé, còn C khác. Như vậy vẫn sẽ là 3 âm 4. 3 âm 4 chỉ có C hoặc D. Tại vì C cái D này đổi đổi dấu tất đi vẫn có thể ra 3 âm 4. Như vậy theo kinh nghiệm thì cái C này phải khác đi. Nếu bây giờ mà mình loại trừ nhé đáp án D mà mình đổi dấu tất đi thì chỗ này nó lại thành cộng 13 mất thì nó lại trùng mất nhỉ. Trùng mất nhỉ. Như vậy là thầy nghĩ là tư duy nhanh là đáp án của chúng ta sẽ ra là đáp án C đúng không? C đúng rồi. Tại vì tư duy nhanh thì nó sẽ phải khác cái hệ số C chỗ này. Đối xứng tâm thì em chỉ cần đổi dấu x thành trừ x phải Đấy, y bằng trừ y phải em thay vào nhanh chóng là chúng ta sẽ có cái đáp án c rất là nhanh em có thể lấy một điểm nào đó em thay vào cũng được đều ok cả cái này thì rất là quen rồi 45 tam giác đều tâm ô thì có bao nhiêu phép quay tâm ô góc quay từ 0 đến 2 pi biến tam giác thành chính nó cái này chúng ta cũng đã học nhiều rồi ở đây không lấy góc không thì chúng ta sẽ có quay đều cách nhau quay đều muốn biến được tam giác hành trình nó thì đỉnh nọ phải hóa thành đỉnh kia như vậy là quay 120 là hợp lý 120 thì chúng ta sẽ có mũi đâu bay hết vào mặt 120 rồi bội lần lên có thể là 240 hoặc 360 đúng không đấy là đổi theo độ cho nó dễ nhớ còn đổi theo pi được 360 là chính là 2 pi đấy như vậy chúng ta sẽ có 3 phép thôi chọn C ở đây người ta không tính không đấy chứ nếu mà có không thì thầy chọn luôn thành thành 4 đấy. 46 Hình vuông tâm ô Có bao nhiêu phép quay cũng chọn luôn tâm ô Góc quay cũng như thế biến hình vuông thành chính nó Hình vuông này chỉ cần quay đi một góc Mỗi một cái này nó quay 90 độ đi 9, 4, 3, 6 ừ, Như vậy là chúng ta có là 4 phép Đáp án A Câu này các em có thể nhẩm rất là nhanh Đúng không nhỉ? Câu này nhẩm rất là nhanh 90, 8, rồi 27, 36 47 Phép quay tâm ô Góc quay pi chia 2 chính là góc quay dương 90 độ à, thì 31 chúng ta sẽ chuyển thành trừ 13. Phép que cộng trừ 90 độ là những trường hợp rất đặc biệt, các em nên nhớ luôn. x y chuyển thành trừ y x hoặc là y trừ x cũng được. Thực ra nếu 90 độ thì nó sẽ là trừ y x. Chọn B. Còn nếu mà âm 90 thì nó sẽ là y trừ x. 90 thì rất quen. 47 đã đi qua rất là nhanh mấy cái câu này con đâu khó quá đâu nhỉ. Đã thấy thấy này cũng không đến mức đâu. 48 mệnh đề nào sai, đọc kỹ từng câu một. Phép rời hình là một phép đồng dạng. Chính xác, phép rời hình thì người ta luôn tính là tỷ số k là bằng 1 vì hình vẽ kích thước không đổi. Đồng thời nó cũng chính là một phép đồng dạng vì hình vẽ cũng không hoàn toàn thay đổi nên a là đúng. Phép đồng dạng thì là phép rời hình thì câu này chưa chắc. Phép đồng dạng có thể có thể có nhiều tỷ số khác nhau, nhưng mà phép rời hình thì kích thước bảo toàn phải là bằng 1. Như vậy câu sai chính là câu B. Câu này nói ngược là nó sai luôn. Phép vị tự cũng chính là một phép đồng dạng thì là chuẩn vì phép phép vị tự tuân theo tỷ số k của nó có thể phóng to thu nhỏ thoải mái nhưng có phép vị tự không là phép rời hình cái này cũng đúng luôn tại vì chỉ trong trường hợp nếu k của em bằng cộng trừ một thì tỷ số hình vẽ không đổi còn nếu mà k khác cái đó đi một cái thôi thì nó chuyển thành phép đồng dạng ngay phép vị tự không chắc chắn là phép phép rời hình được đúng không 49 mệnh đề nào sai Phép rời hình chính là phép đồng dạng tỉ số 1. Câu này chuẩn này. Phép đồng dạng biến đường thẳng thành đường thẳng song hoặc trùng. Câu này nghe cũng cũng có vẻ có vẻ đúng đấy, tại vì đường thẳng hầu như đấy. Đường... À, ở đúng rồi, đồng dạng thì nó hay thành song trùng thật. Phép vị tự tỉ số k. Từ từ nghe kỹ đi, không cẩn thận nó nó lừa đấy. Cái này nó ghê lắm, không đơn giản đâu, đọc nghe thế thôi. Phép đồng dạng biến đường thẳng thành đường thẳng song trùng chưa chắc. <laughs> Các hình đồng dạng chắc gì nó đã đường thẳng ở song trùng. Các phép em đã học ấy, các phép giải hình đều được tính là con của phép đồng dạng, nó có thể có phép quay 90 độ đấy, chắc gì đã song trùng. Không ai bảo song trùng. Phép vị tự tỉ số k chính là đồng dạng tỉ số chỉ đối k chính xác. Vị tự thì tỉ số k có thể âm dương, nhưng phép đồng dạng người ta chỉ tính là tỉ số hầu hết là người ta tính tỉ số k dương. Nên câu C vẫn là đúng. Phép đồng dạng thì bảo toàn độ lớn góc để công nhận. Đáp án của chúng ta là đáp án B. Các phép đồng dạng chứa chắc đã song trùng vì tất cả các phép dày hình chúng ta đang tính đều liệt vào trong đồng dạng thì quay 90 chẳng hạn chắc gì đã song trùng hoặc là đối xứng đối xứng trục cũng thế chưa chắc cũng đã song trùng tùy thôi không phải cái nào đã song trùng được chưa nhỉ và câu hỏi cuối cùng có thể nghe được không nhỉ đấy ví dụ như thế câu hỏi cuối cùng trong bài ngày hôm nay à, tam giác ABC có diện tích S phép vị tự tỉ số k bằng âm một phần hai biến tam giác ABC thành tam giác ABC phẩy gọi S phẩy là diện tích em có biết tỷ số diện tích không tỷ số cạnh ấy, khi thực hiện vị tự hoặc là đồng dạng thì tỷ số cạnh sẽ ra đúng bằng k nhưng mà lấy k dương còn tỷ số diện tích của các hình sau khi mà vị tự hoặc là đồng dạng xong thì sẽ là bằng tỷ số cạnh là k nhé với k dương nhưng mà tỷ số diện tích sẽ là k bình cái này các em học từ năm lớp 9 ấy như vậy chúng ta sẽ có tỉ số Ca kia lấy dương đi thì chỉ, cái hình mới nó chỉ bằng có 1 phần tư cái hình ban đầu đấy là cái phép do do phép phóng to thu nhỏ Thôi thôi thầy đi về đây Chà, rồi đúng lúc đồng hồ điểm 0 giờ 02 phút y hệt như là cái lớp 10 hôm qua ấy. muốn làm hết được 50 câu mà phải giải cẩn thận chi tiết bằng cả nhiều cách giải tích nhiều bạn cứ bảo thưa thầy là Ờ... Uh, uh, Em làm uh, mất ít thời gian hơn thầy cũng đúng thôi Tại vì nếu em mà có đề trong tay Em khoanh phút mốt một câu Thì có thể là em làm nhanh Ừ thì yêu cầu đặt ra thì chỉ cần 90 phút thôi Nhưng mà em không phải là người giảng Giảng bài nó mới thực sự là cái, 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 cái đỉnh cao nhất Trong cái sự truyền đạt kiến thức Chỉ người ta từng nói là chỉ nghe Hoặc là chỉ nói không thôi Nói chuyện với nhau Thì chỉ tiếp thu nhớ nhớ được 25% thôi Hình như thầy nghe là nói thế chỉ nghe nhìn đơn giản thôi thì là 25% kiến thức được truyền đạt thôi. Nhưng nếu như mà em uh, uh, làm việc nhóm tập thể với nhau thì có thể kiến thức sẽ truyền đạt được học nhóm cũng là một cái rất tốt thì có thể hiểu hiệu quả được là 50%. Nếu em có thể uh, thuyết trình được tập thuyết trình ý, tập thuyết trình. Đó. Và vẫn có thể cầm giấy vân vân đó thì kiến thức cũng đã vào đầu trong em là ít nhất phải 75% rồi công nhận không nó chỉ sai lỗi một tí thôi và có thể chưa tự tin nhưng thực sự đứng giảng được trong một thời gian dài mà không cần cầm tài liệu các thứ sách vở gì mà vẫn giải các thứ được đúng hết các thứ ấy. đấy đấy sự truyền đạt kiến thức đó đấy là đỉnh cao của cái sự uh, uh, tiếp thu và truyền dạy kiến thức đó là em phải đứng giảng dạy được cho các bạn ấy trong một thời gian dài đấy, tự nhiên kiến thức sẽ tự nhiên được nâng cao nó vào đầu đấy vì nó đã là cái sự đỉnh cao lên thế rồi tất nhiên là nó sẽ phải mất nhiều thời gian hơn nó phải rèn luyện luyện tập và thể hiện này nó còn phải trình bày các thứ tương đối khá là mệt đó còn tất nhiên các em ngồi làm các thứ bằng tay các thứ em làm một lúc thì nó xong nhưng mà thầy phải mất rất nhiều các cái công sức để có thể hiểu được dạy được và tất nhiên là cả các bạn học yếu cũng vẫn phải hiểu được chứ nhiều khi em giảng cho đứa bên cạnh mà nó không hiểu em nách luôn thì thôi thì còn học được gì nữa đấy ví dụ thế Thế nên trong một số đề này của thầy, thầy đã dành rất nhiều tâm huyết từ việc làm đề, soạn đề và uh, hướng dẫn cho các em các kinh nghiệm làm bài. Được chưa? Thầy mong là các em sẽ luôn được hiểu được uh, thật sự, trăm phần trăm những điều mà thầy nói và nên cố gắng làm theo đúng những, những lời thầy dạy. Đấy là bí quyết để cho các em học tập được uh, thật là tốt, tiến bộ nhanh và điểm cao. Xin chân thành cảm ơn tất cả các em đã luôn theo dõi bài giảng và... Ờ, có thể bắt đầu tuần sau rồi đi còn nếu mà các em thi xong rồi thầy hẹn gặp các em trong những bài giảng mới trong những chương học mới và thầy chúc cho các em luôn bình tĩnh tự tin trước những cái cánh cửa của cuộc đời thực ra những cái vấn đề học tập này bây giờ có rất nhiều kênh để có thể học được nhưng làm sao học mà phải đạt được kết quả thật là tốt thì đó mới là phương pháp học hiệu quả được chưa cảm ơn các em đã luôn bên thầy chúc các em đạt được kết quả tốt và ngủ ngon được chưa? OK, xin chào nhé. À, bạn nào bảo hát này thì uh, lần sau thầy sẽ hát tặng cho, được chưa? Những uh, câu chuyện gì hôm nay thầy phải dành rất nhiều thời gian để hướng dẫn cho làm thật là cẩn thận vì đề cũng khá là dài, đúng nha? Đó. Nhưng mà từ tuần sau rồi đi nếu mà uh, cần là chia sẻ, nói chuyện hát hò gì, chúng ta sẽ đẩy dành vào các bài bài giảng sau chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn. Xin chân thành cảm ơn cao nhé. Yeah. mà thầy phải công nhận là có nhiều có thầy cũng phải công nhận là có nhiều bạn bây giờ mà thầy không biết là trên các fanpage thì còn đông bạn xem không nhưng mà trên uh, youtube thầy thấy vẫn còn mấy trăm bạn đang xem chứng tỏ là các em học rất là tốt ấy. thầy cũng rất là tự hào về các em chúc mừng các em nhé ngoài ra thầy cũng có nói thêm à, các bạn mà học uh, muốn uh, bạn nào mà có hỏi về các cái khóa học của thầy trên uh, tuyển sinh thì các em có thể Uh, gõ vào tuyển sinh hai hai tuyển sinh 247.com rồi các em vào đó gọi cho các anh gọi vào các cái hotline tư vấn để được hỗ trợ nhé Trong các cái khóa học thì có thể nói là cái lớp 11 của thầy thì thầy làm rất là chi tiết và đầy đủ. Đó đầy đủ cơ bản và nâng cao. Các em uh, nhìn qua các bài của thầy sẽ em sẽ thấy điều đó, được chưa nhỉ? Đó. Và uh, bạn nào mà chưa đăng ký học thì em có thể lên đó em đăng ký cho mình một khóa học nhé Đó, uh, sẽ theo các em suốt cả năm và sẽ đảm bảo cho các em kết quả tiến bộ vượt bậc nhé xin cảm ơn rất là nhiều được chưa giờ thầy về đây. Được chưa? <laughs>